lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 171, Tô Yên trực tiếp phun ra. Nhân phẩm không tốt. Tô Yên rất muốn hỏi, rốt cuộc Lâm Doanh làm sao lại đi vào con đường như hiện giờ. Tô Yên vẫn rất quan tâm đến người đã bỏ tiền ra để giết mình. Nếu như người mà đối phương thuê không phải Lâm Doanh, nếu như cô không phải là chị họ của Lâm Doanh, nói không chừng thì ngay khi cô vừa bước ra khỏi nhà đã chết tức tưởi rồi. Trong đầu Tô Yên lập tức suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của mình. Lâm Doanh, có thể tìm ra người muốn mua mạng của chị không? Tô Yên hơi nheo mắt lại, rốt cuộc là ai có thủ oán với cô? Có chút phức tạp, chị, có rảnh không? Ra ngoài cùng nhau ăn bữa sáng. Được, Tô Yên lập tức đứng dậy từ trên giường, cho chị địa chỉ. Lâm Doanh gửi địa chỉ vào điện thoại của cô, Tô Yên rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài, còn cố ý đeo thêm một chiếc kính râm. Ai mà biết được đối phương đã thuê bao nhiêu sát thủ, dù sao cũng phải ngụy trang một chút. Khi Tô Yên xuống lầu, Tần Nhã Đan từ trong phòng bếp đi ra, tươi cười chào hỏi cô Tô, cùng nhau ăn sáng đi. Tô Yên liếc nhìn thức ăn trên bàn, Tần Nhã Đan chỉ chuẩn bị hai phần ăn, đương nhiên là không phải chuẩn bị cho cô, phần còn lại chắc chắn là dành cho Lục Cận Phong. Tô Yên cười, cực kỳ rộng lượng nói, không cần đâu, tôi có hẹn rồi, cô Tần sau khi sống lại từ vụ tai nạn, cô vẫn nên cùng Lục Cận Phong nói chuyện nhiều hơn đi, ôn lại chuyện cũ chút. Nghe vậy, Tần Nhã Đan hơi ngây người, không ngờ Tô Yên lại hào phóng như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc, Lục Cận Phong đi tập thể dục buổi sáng trở về, Tô Yên nhìn thấy, giơ tay, nói, đưa em chìa khóa xe, em đi ra ngoài một chút. Lục Cận Phong hỏi, đi đâu? Anh kêu Hạ Vũ Mặc đưa em đi. Nghĩ tới là đi gặp Lâm Doanh, nên Tô Yên xua tay, không cần đâu, em tự đi được rồi, anh ngồi ăn sáng cùng cô Tần đi. Tối hôm qua còn ghen lồng lộn, hôm nay lại hào phóng như vậy sao? Lục Cận Phong kêu Hạ Vũ Mặc mang chìa khóa xe tới, Tô Yên lấy được chìa khóa xe xong là muốn đi ngay, Lục Cận Phong kéo cánh tay của cô lại. Tô Yên ngẩn ra, còn có chuyện gì sao? Cô thật sự không hiểu. Lục Cận Phong đưa mặt lại gần cô, Yên Yên, có phải là em đã quên mất còn phải làm chuyện gì rồi không? Ám chỉ này cũng không nên quá rõ ràng. Tô Yên mỉm cười, kiếng chân hôn lên má Lục Cận Phong, được chưa? Mới sáng sớm đã rắc cơm chó, không sợ sẽ lại khiến cho Tần Nhã Đan hoa mắt sao? Tần Nhã Đan nhìn thấy cảnh này, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, vẻ mặt buồn bã nhìn qua chỗ khác. Lục Cận Phong được hôn một cái, trong lòng rất vui, dặn dò, đi đường cẩn thận. Lắm chuyện, cha em còn không cảm giảm nhiều như anh. Tô Yên vẫy tay, đi nha. Bóng lưng của Tô Yên vô cùng đẹp, Lục Cận Phong đứng ở cửa nhìn theo, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Đợi khi Tô Yên rời đi, Lục Cận Phong mới đi tới phòng ăn, nhìn lướt qua bữa sáng ở trên bàn, nói, sau này những việc như vậy giao hết cho người giúp việc, cơ thể của em không được khỏe, đừng có làm nhiều việc nặng. Ngồi không cũng chẳng có việc gì làm mấy thứ này cũng không mệt lắm. Tần Nhã Đan cười nhẹ nói, đã rất lâu em không nấu cho anh một bữa cơm rồi, chỉ là muốn nấu cho anh một bữa thôi. Lục Cận Phong ngồi xuống ăn sáng, dáng vẻ ngồi ăn của anh, vừa thanh lịch vừa nhã nhặn, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Nhìn cảnh này Tần Nhã Đan có chút say mê, Lục Cận Phong giống như là đứa con cưng của ông trời vậy, là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong tất cả những người đàn ông cô ta từng thấy. Cận Phong, anh và cô Tô, quen nhau bao lâu rồi? Tần Nhã Đan biết rõ mà vẫn cố hỏi, cô ta đã sớm điều tra về chuyện giữa Tô Yên và Lục Cận Phong rồi, cũng hỏi qua rồi. Lục Cận Phong nói, hơn nửa năm rồi. Em có thể nhìn ra, anh rất thích cô ấy. Tần Nhã Đan nói có chút chua xót, tính cách của cô Tô hòa đồng, lại rất hài hước dí dỏm, ấm áp giống như một mặt trời nhỏ vậy, cũng làm cho anh trở nên ấm áp hơn trước kia rồi. Lục Cận Phong dừng động tác của tay lại, nhắc tới Tô Yên, khóe miệng của anh cũng vô thức mà lên tiếng, vậy sao? Thỉnh thoảng Yên Yên cũng thông minh một cách kỳ lạ, cũng hay tức giận, nhưng cũng rất đáng yêu, sau khi gặp cô ấy, cuộc sống của anh mới có thêm nhiều màu sắc. Đánh giá cao như vậy, trong lòng Tần Nhã Đan không thể không ghen tị, cô ta ghen tị điên cuồng. Nhưng ghen tị thì cũng đâu làm được gì. Cô ta hiểu rõ Lục Cận Phong, anh là một người cực kỳ thích bảo vệ người khác, nếu ai dám động đến Tô Yên, sợ là xương cốt của người đó sẽ bị bóp thành cho mất. Tần Nhã Đan mỉm cười, cô Tô thật sự rất thú vị, có cô ấy ở bên cạnh anh, em cũng yên tâm rồi.
Nhà hàng Thư Ngữ Trà. Lâm Doanh và Bạch Phi Minh tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, gọi sẵn đồ ăn ngồi chờ Tô Yên. Khoảng 10 phút sau, Tô Yên đến. Chị, ở đây, Lâm Doanh ra sức vẫy tay, chỉ sợ Tô Yên không nhìn thấy. Tô Yên thận trọng liếc nhìn xung quanh, rồi đi tới. Lâm Doanh phàn nàn chị, sao chị lại đeo cái kính râm xấu thế này? Không phải em nói có người định giết chị sao, chị phải ngụy trang chứ, lỡ như đối phương biết được em là người không đáng tin cậy, rồi lại thuê thêm sát thủ khác thì sao? Lâm Doanh búng tay một cái, bừng tỉnh ngộ, đúng là cao nhân nhìn xa trông rộng. Tô Yên tháo kính râm xuống, chú ý tới Bạch Phi Minh ở bên cạnh Lâm Doanh. Lâm Doanh giới thiệu chị, đây là đồng nghiệp tốt nhất của em, cũng là một người bạn, Bạch Phi Minh, chị gọi cô ấy là Phi Minh được rồi. Tô Yên nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Minh, có chút say mê, Lâm Doanh à, nhan sắc của sát thủ thiên lang bọn em cũng quá cao rồi đấy, chị còn tưởng sát thủ đều phải vừa to vừa thô, còn rất hung dữ độc ác nữa. Một Bạch Phi Minh nhìn như là một loli như vậy, ai mà nghĩ là một sát thủ chứ? Lâm Doanh rất tự hào giải thích cho Tô Yên hiểu, sắc đẹp mới là một vũ khí sắc bén nhất, nếu như không có ngoại hình đẹp, thì sao có thể sống trong thế giới sát thủ được, giống như khi đi trộm tài liệu mật, đi làm gián điệp trong vùng của kẻ địch, có thể dùng khuôn mặt này để thông qua rồi. Vì vậy tại sao lại nói là trên đầu chữ sắc lại có một lưỡi dao chứ, người xưa thật sự không lừa chúng ta mà. Trở lại vấn đề, Tô Yên hỏi, người muốn mua mạng của chị, có phải là địa sát không? Trên đường tới đây, Tô Yên đã suy nghĩ rất kỹ, lúc trước hồ ly của địa sát tới ám sát cô, nhưng không thành công, địa sát là bị tình nghi nhiều nhất. Lâm Doanh nhìn Tô Yên bằng con mắt sùng bái chị, não chị làm bằng gì vậy, sao lại thông minh như vậy, chị đoán đúng rồi đó, chính là người của địa sát, khả năng cao 100% chính là hồ ly, lúc bọn em nhận đơn, đối phương dùng tên nặc danh, nhưng thiên lang bọn em có một bộ phận phân tích thông tin của riêng mình, sàng lọc ra một số đơn. Không cần dùng não, dùng đầu ngón chân thôi cũng nghĩ ra được, lúc trước em đã đánh bại cô ta đương nhiên sẽ bỏ tiền thuê em để giết chị, một mũi tên trúng hai đích mà. Tô Yên cười nói, chiêu này cũng thật thâm độc. Lâm Doanh cười nham hiểm, cho nên em tính ăn luôn số tiền này rồi, tiền dâng tới cửa mà, tại sao lại không lấy chứ? Tô Yên giơ lên năm ngón tay, 50-50. Lâm Doanh, chị, chiếc vòng trên tay chị giá cũng phải mấy ngàn vạn nhỉ, chị giàu như vậy. 40-60. Chị, 30-70. Lâm Doanh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Tô Yên, đau lòng nói, chốt chốt. Tô Yên cười, Lâm Doanh thở phào nhẹ nhõm chị đúng là đồ keo kiệt, em không chịu, bữa này chị mời đi. Không phải là em mời chị ra ăn sáng sao? Lâm Doanh ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy một cái gối để ôm, em chợp mắt một chút, hai người ăn đi. Quầng thâm trên mắt Lâm Doanh hiện ra. Tô Yên có thể nhìn ra cô ta thật sự rất mệt mỏi, quay đầu hỏi Bạch Phi Minh, tối hôm qua hai người làm những gì vậy? Nhìn giống như là cả đêm không ngủ vậy. Bạch Phi Minh nói, cả đêm qua chúng tôi bị người ta đuổi giết. Tô Yên hoang mang, ai mà dữ dằn vậy, dám đuổi giết hai người sao? Lâm Doanh mở mắt, than vãn nói, bọn em có nhận một đơn làm ngoài giờ, 100 triệu mua một mạng người, tối hôm qua bọn em đi làm, nhưng thất bại rồi. Nói tới chuyện này, Lâm Doanh rất buồn bực. Đây là lần đầu tiên cô ta thất bại đó. Càng tức hơn là, tối qua lại bị đám người đó truy đuổi cả một đêm. Đối phương không bắt được bọn họ, nhưng vẫn cố đuổi theo không bỏ, muốn bắt được bọn họ cũng không dễ chút nào. Trời đất, 100 triệu, mạng của ai vậy, còn đáng giá hơn của chị nữa. Tô Yên rất không cam tâm, mạng của cô mới chỉ đáng giá 1.000 vạn thôi. Lâm Doanh mở to con mắt gấu trúc nói, cậu cả Lục, Lục Cận Phong của tập đoàn Lục Thị ở Đế Đô. Nghe vậy, Tô Yên trực tiếp phun ngụm cà phê ở trong miệng ra ngoài. Chương 172, kèn to lỗi thời rồi thổi kèn nhỏ đi. Tô Yên không bao giờ nghĩ tới, người ám sát Lục Cận Phong đêm qua lại là Lâm Doanh. Việc này khiến cô chẳng biết nói như thế nào mới được. Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Tô Yên, Lâm Doanh kinh ngạc, chị làm sao vậy? Tô Yên thuận tiện hít một hơi, lấy khăn giấy lau cà phê trên miệng, nghiêm túc nói, Lâm Doanh à, suýt nữa là em khiến cho chị họ của em ở quá rồi đó. Nàn ý, Lâm Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau, phản ứng lại, khỏi cần nói khuôn mặt đó bất ngờ nhiều như nào chị, đừng nói với em, anh rể tương lai chính là cái tên xui xẻo Lục Cận Phong tối hôm qua nha. Tô Yên ho nhẹ một tiếng, cũng may là em thất bại.
Lâm Doanh và Bạch Phi Minh đều im lặng một lúc. Bạch Phi Minh nhanh chóng nhận ra được điểm mấu chốt, cái người cậu cả Lục đó có thể đuổi giết chị em chúng ta trong một đêm, chắc chắn không phải là một gia tộc giàu có bình thường. Tô Yên cười tủm tỉm hỏi, trước khi hai người thực hiện, đều không bao giờ điều tra qua đối tượng ám sát sao? Cậu thả quá, Lâm Doanh uống một ngụm cà phê cho đỡ sợ chị, cái tên Lục Cận Phong này có lai lịch như thế nào? Hai người tự đi tìm hiểu đi, Tô Yên đau đầu nói, một người là người yêu của chị, một người là em họ, chị cũng rất khó xử đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thiên Lang và ám giả có bất hòa, nên Tô Yên không tiện nói nhiều. Lâm Doanh nghiêng đầu nhìn Bạch Phi Minh, xem ra chúng ta phải nghỉ làm một thời gian rồi. Suốt ngày nhận được loại đơn ám sát người của mình thế này, cũng may tối hôm qua cô ta thất bại, nếu không cũng không biết đối mặt với Tô Yên thế nào. Tô Yên hỏi, ai lại đưa ra giá cao như vậy để mua mạng của Lục Cận Phong chứ? Chị à, thứ lỗi cho em không thể nói điều này, thế giới ngầm có quy tắc, người mua trả tiền, bọn em không thể bán thông tin của chủ nhân được. Tô Yên trừng mắt nhìn cô ta, lúc trước em còn nói là nhân phẩm không tốt, tiền của chủ nhân cũng có thể ăn được, thì còn cái gì mà không nói được. Lâm Doanh buồn bực sờ mũi chị, em cũng có đạo đức nghề nghiệp đó. Bạch Phi Minh nghiêng đầu, hỏi rất nghiêm túc, Lâm Doanh, cô cũng có đạo đức sao? Lòng tin của cô chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao? Vừa mới nhặt lại, Lâm Doanh che mặt, tôi chợp mắt một lúc, buồn ngủ quá. Tô Yên nhìn ra Lâm Doanh là không muốn nói, nên cũng không hỏi nữa. Mấy cái quy tắc ngầm đó phức tạp khó hiểu, đầy ân oán cá nhân, cô cũng không rõ lắm. Lục Cận Phong sẽ tự mình đi điều tra, nên cô cũng không quan tâm đến nó nữa. Lâm Doanh chìm vào giấc ngủ trong một giây. Tô Yên và Bạch Phi Minh nhàn nhã dùng bữa sáng. Lâm Doanh chợp mắt hơn nửa tiếng, lại khỏe như voi lại rồi. Ăn sáng xong, lúc tạm biệt nhau, Lâm Doanh nói chị, hay là chị quay về một chuyến đi, chú nhớ chị nhiều lắm đó. Chú, Tô Yên thắc mắc, chị còn có một người chú sao? Chị không biết hả, Lâm Doanh còn bất ngờ hơn Tô Yên, lúc trước chú có tới gặp chị rồi mà, lần này em tới Đế Đô, chính chú nói với em là chị ở đây đó. Cho đến nay, những người bên nhà ngoại trừ Lâm Doanh ra, Tô Yên còn gặp qua một người. Lệ Quốc Minh. Tô Yên nhớ ra rồi, tên của chú có phải là Lệ Quốc Minh không? Đúng vậy, Lâm Doanh nói chị, quay về thăm chú một lúc đi. Hai ngày nữa là em đi rồi, nếu chị muốn tới Thiên Lang tham quan, có thể liên lạc với em bất cứ khi nào. Trong lòng Tô Yên rất kinh ngạc, hóa ra Lệ Quốc Minh không phải là bạn của mẹ, mà là anh trai. Cho nên lần đó ở Nghĩa Trang, tới thăm mộ của mẹ cũng là Lệ Quốc Minh. Mẹ là người của Thiên Lang. Hèn gì, Tô Yên chưa bao giờ nghe mẹ nhắc một câu về gia đình của mình. Được, nếu chị muốn đi, chị sẽ gọi điện thoại cho em. Tô Yên nhớ ra điều gì đó. Nói, đúng rồi, có thể giúp chị lấy một tấm hình của hồ ly địa sát không? Cô cũng không biết tại sao, nữ sát thủ hồ ly của địa sát này cứ khiến cho cô cảm thấy bất an. Lục Cận Phong không quen biết hồ ly, chắc chắn Tô Yên sẽ tin, vậy cái người tình địch đó rốt cuộc là ai? Trong biệt thự Nam Sơn có một tình địch là Tần Nhã Đan rồi, vậy thì hồ ly này là ai được chứ? Hai người này có liên quan tới nhau không? Hình à, hơi khó một chút. Lâm Doanh nói, hiện giờ trong giới vẫn chưa xuất hiện hình ảnh của con hồ ly thối tha đó, người của địa sát luôn dở mấy thủ đoạn xấu xa đối với những hoạt động của Thiên Lang, đâu có quang minh chính đại như Thiên Lang của bọn em, đúng là sói đội lốt cừu. Tô Yên cau mày. Những chuyện Thiên Lang đã làm, hình như cũng không quang minh chính đại cho lắm. Bên Lâm Doanh không tra được, xem ra phải quay về nhờ Lục Cận Phong giúp rồi. Sau khi Tô Yên tạm biệt Lâm Doanh, cô nhận được cuộc gọi từ cậu con trai cục cưng Hạ Phi của mình, mẹ, con sắp quay về đảo rồi, dì không ra tiễn con sao? Giọng điệu tố cáo này nghe rất đáng thương, lòng Tô Yên thắt lại, cục cưng đừng buồn, mẹ đến ngay đây. Tốc độ làm việc của Lục Cận Phong nhanh quá, mới vừa nói đi tiễn Hạ Phi, là lập tức hành động. Tô Yên trực tiếp đi tới bến tàu, Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi đang biểu diễn cảnh Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, cảnh từ biệt lưu luyến không rời. Anh hai, anh đừng đi. Em trai, em đừng nhớ anh quá, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh hai, em không nỡ để anh đi. Em trai, anh cũng không nỡ xa em. Những người ở bên cạnh. Vạn nhất xen vào một câu, Tiểu Vũ, hay là em đi chung ra đảo chơi đi, ở đó cũng rất vui đó, còn có rất nhiều bạn nhỏ nữa. Đây cũng được coi là hành vi dụ dỗ trẻ em rồi. Không được.
Không được. Hạ Phi và Tô Yên đồng thanh nói. Nhìn thấy Tô Yên đi tới, Hạ Phi Hạ Vũ Mặc vui vẻ la lên, mẹ. Tô Yên bước qua đó, sờ vào mặt Hạ Phi, thật lòng không nỡ, tới đó, nhớ thường xuyên gọi điện cho dì nha. Dạ, mẹ, ngày nào con cũng sẽ gọi điện thoại cho dì. Hạ Phi cũng không nỡ, nhưng cậu bé biết mình cần phải làm gì. Con trai ngoan, Tô Yên hôn lên trán Hạ Phi, thời gian hai mẹ con ở bên nhau quá ngắn, chú ý an toàn, đừng cố sức quá, an toàn là trên hết, tránh bị thương nhất có thể. Không bị thương là điều không thể, Tô Yên chỉ có thể yêu cầu ít bị thương nhất có thể thôi. Mẹ, con sẽ tự bảo vệ cho mình. Hạ Phi nói rồi lại nhìn Hạ Vũ Mặc, em trai, đành phải giao cho em chăm sóc mẹ rồi. Hạ Vũ Mặc gật đầu, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tô Yên, một người hơn 20 tuổi đầu như cô lại cần một đứa trẻ 5 tuổi chăm sóc sao? Tô Yên không biết nên cười hay nên khóc. Hạ Vũ Hạ Huy cũng bị câu nói của hai anh em bọn họ chọc cười. Lúc này, Lục Cận Phong cũng tới rồi, phía sau có mấy người đi theo, nâng một chiếc cáng cứu thương, Trần Tố Anh đang nằm trên đó. Lúc này Tô Yên mới biết, bọn họ cũng sẽ đưa Trần Tố Anh ra đảo. Không có quá nhiều lời tạm biệt, đây chỉ là một cuộc chia tay ngắn hạn thôi. Lục Cận Phong phái rất nhiều người hộ tống Hạ Phi và Trần Tố Anh cũng vài người quay trở lại đảo, Hạ Vũ Hạ Huy cũng đi theo. Nhìn con tàu đang dần đi xa, đột nhiên Tô Yên cảm thấy buồn bã, đúng là con cái lớn rồi sẽ không theo mẹ mà. Hạ Vũ Mặc ngẩng đầu, mẹ, em vẫn còn ở bên cạnh chị mà. Lục Cận Phong cũng nói thêm một câu, Yên Yên, anh nghĩ chúng ta có thể luyện thổi kèn mà. Tô Yên trừng mắt nhìn Lục Cận Phong, Hạ Vũ Mặc còn ở đây, luyện thổi kèn cái gì chứ? Không phù hợp cho trẻ em. Hạ Vũ Mặc ngây thơ hỏi, mẹ, tập thổi kèn là gì vậy? Chị với chú Lục muốn sinh em gái sao? Lục Cận Phong cười nói, đúng vậy, Tiểu Vũ có thích em gái không? Chú cùng với mẹ của con sẽ sinh một em gái đáng yêu cùng chơi với con chịu không? Hạ Vũ Mặc gật đầu, thích ạ, nhưng chắc chắn là em gái sao? Em gái có chắc chắn sẽ xinh đẹp không ạ? Lục Cận Phong. Tô Yên cười, ôm lấy Hạ Vũ Mặc, Tiểu Vũ, đi thôi, mẹ đưa con về nhà mẹ đẻ. Chưa đi được hai bước, đột nhiên Tô Yên phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Ngồi cạnh cửa sổ tầng 2 của nhà hàng bến tàu, một người phụ nữ đang đeo chiếc mặt nạ hồ ly. Chương 173, lần này sẽ không phải là bị lừa rồi chứ? Tô Yên đưa mắt nhắc nhở Lục Cận Phong, Lục Cận Phong cũng thấy người phụ nữ ở lầu 2 của nhà hàng. Lục Cận Phong dùng tay ra hiệu cho ám vệ ở chỗ tối, lập tức có người đi lên lầu 2. Khanh khanh, em quay lại xe trước đi. Vâng, Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc quay lại xe trước. Không lâu sau, Lục Cận Phong mới quay lại. Tô Yên hỏi, có phải không? Lục Cận Phong lắc đầu, chỉ là một người bình thường, mang mặt nạ chơi mà thôi. Lục Cận Phong, ám giả các anh có mạng lưới thông tin lớn mạnh như vậy, cũng không có một tấm ảnh nào của hồ ly địa sát. Tô Yên xem thường nói, hơi yếu đấy. Lục Cận Phong dở khóc dở cười, nữ sát thủ có biệt hiệu là hồ ly này, chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình, hơn nữa mấy năm nay cũng đã biết mất trong một khoảng thời gian dài. Biến mất, con người của Tô Yên dao động, nhìn Lục Cận Phong, người ở trong nhà kia. Chỉ nói đến đó cũng đủ để Lục Cận Phong hiểu. Tần Nhã Đan ở trong nhà kia cũng không nhất định là biến mất vài năm. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có tình địch là Tần Nhã Đan, Tô Khanh đương nhiên là suy nghĩ nhiều một chút. Lục Cận Phong suy nghĩ rồi nói, chờ bộ phận thông tin xác nhận bước cuối cùng. Tô Yên hiểu rõ, xem ra anh cũng không bị sắc đẹp làm mờ mắt. Lục Cận Phong quả nhiên vẫn đi điều tra Tần Nhã Đan. Lục Cận Phong cười rạng rỡ, khanh khanh, anh chỉ để ý đến em, bộ dạng cô ta có xinh đẹp hay không, anh không biết. Miệng của đàn ông chính là quỷ gạt người. Tô Yên ôm Hạ Vũ Mặc, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui mừng, đúng rồi, có người bỏ 1.000 vạn tìm Lâm Doanh của Thiên Lang muốn lấy mạng em, như vậy cũng thật không công bằng. Lâm Doanh nói, có người bỏ 100 triệu muốn mạng của anh. Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi, em sao có thể rẻ hơn anh nhiều như vậy được. Sự chú ý của Lục Cận Phong không nằm ở tiền, mà ở chỗ có người muốn mạng của Tô Yên. Là ai? Tô Yên nói, em và Lâm Doanh phân tích một chút, có khả năng nhất chính là hồ ly địa sát. Nghe thấy có người muốn giết Tô Yên, Hạ Vũ Mặc ôm chặt cô, mẹ, em bảo vệ chị. Ôi, con của mẹ thật tốt, biết bảo vệ mẹ. Tô Yên rất vui vẻ. Lục Cận Phong hơi nhíu mắt lại,
không ai được động vào một sợi tóc của em. Có Lục Cận Phong ở bên, Tô Yên rất yên tâm. Tô Yên nhớ tới lời của Lâm Doanh, nói, đúng rồi, em có thể phải đi cùng Lâm Doanh một chuyến. Cô cũng rất muốn đi xem qua nơi mẹ từng sống. Khanh khanh, Thiên Lang và Ám Dạ, ít nhiều cũng có chút ân oán, em đến Thiên Lang, vậy không phải là dâng tặng điểm yếu của anh cho Thiên Lang sao? Lời này thật uất ức. Tô Yên nói, Tiểu Kiệt còn ở Thiên Lang, em muốn đến xem tận mắt mới yên tâm. Đúng rồi, Lục Cận Phong, sao anh lại không cảm thấy kỳ lạ làm thế nào em và Lâm Doanh lại quen nhau? Tô Yên lúc này mới phản ứng kịp, Lục Cận Phong quá bình tĩnh. Lục Cận Phong nhìn dây chuyền trên cổ Tô Yên từ kính chiếu hậu, dây chuyền kia trên người em chính là tín vật của Thiên Lang, anh đã từng thấy trên người của thủ lĩnh Thiên Lang. Mẹ em nhất định là người của Thiên Lang, em sớm muộn gì cũng phải trở về. Tô Yên đột nhiên nhớ tới phản ứng của Lục Cận Phong lúc trước khi nhìn thấy dây chuyền, bừng tỉnh hiểu ra, nói, vậy em càng phải đi một chuyến, nói không chừng còn có thể xoa dịu quan hệ giữa Thiên Lang và Ám Dạ. Khanh khanh đây là muốn đi xúi dục. Lục Cận Phong nửa đùa nửa thật nói, tối qua Lâm Doanh suýt chút nữa đã lấy mạng anh, món nợ này, khanh khanh định đòi lại thay anh như thế nào đây? Tô Yên vỗ trán. Sao em lại suýt chút nữa quên mất chuyện này, Lâm Doanh thu của bên kia 100 triệu, anh là người của em, gặp là có phần, trở về em sẽ bảo cô ấy chia một nửa. Lục Cận Phong. Tô Yên đột nhiên phát hiện ra một chỗ kiếm tiền, Lục Cận Phong, em cảm thấy anh có thể đắc tội thêm với vài người, rồi những người đó nhìn anh không quen mắt lại không thể xử lý anh, bọn họ đến tìm Lâm Doanh, vậy chúng ta phát tài rồi, em đúng là nhanh trí. Cách kiếm tiền như vậy có phải quá nguy hiểm không? Lục Cận Phong dở khóc dở cười, khanh khanh, thật ra năng lực kiếm tiền của anh vẫn không tồi, nuôi em hoàn toàn không thành vấn đề. Ai lại chê tiền nhiều chứ? Tô Yên xem thường. Hạ Vũ Mặc ôm mặt, tỏ vẻ đồng tình, chú Lục, địa vị trong gia đình của chú đã rõ ràng cả rồi, nếu chú còn luyện thổi kèn nữa, chú cảm thấy chú còn có địa vị sao? Lục Cận Phong suy nghĩ, hình như đúng là vậy. Tô Yên không nhịn được cười. Ba người cười nói ở trên xe. Tô Yên không trở về biệt thự Nam Sơn, quay lại nhà họ Tô, tìm Tô Đình Nghiêm hỏi một số chuyện liên quan đến mẹ. Tô Đình Nghiêm hoàn toàn không biết gì cả, tao còn không biết nhà mẹ đẻ của mẹ mày có những người nào, làm cái gì, cô ta trước nay chưa từng đề cập qua, ngoại trừ có một lần mẹ mày rời khỏi đế đô mấy tháng, trở về dẫn theo Tô Kiệt, sau này cũng chưa từng rời khỏi đế đô. Tô Yên còn tò mò. Cô thật sự định đến Thiên Lang, luôn cảm thấy nơi đó có thứ gì lôi kéo. Hạ Vũ Mặc cũng đòi đi theo, cậu bé không nỡ xa mẹ, nếu không cũng sẽ đi theo đến đảo. Lục Cận Phong cũng đồng ý, Tô Yên rời khỏi đế đô một khoảng thời gian cũng tốt, thật ra để Tô Yên và Tần Nhã Đan ở dưới cùng một mái hiên, anh cũng không yên tâm. Tô Yên thuộc phái hành động, nói đi là đi, gọi điện cho Lâm Doanh, hai mẹ con thu dọn đồ đạc xong thì đến khách sạn tụ họp. Thấy Tô Yên dẫn theo Hạ Vũ Mặc, Lâm Doanh vô cùng vui mừng, nhóc mập, lại đây. Gọi một tiếng gì nghe thử xem. Hạ Vũ Mặc không vui, cháu mới không mập, cháu là đáng yêu đến phồng lên. Thổi phù một tiếng. Lâm Doanh cười phá lên. Chị, cậu còn chưa biết chị muốn trở về cùng em, ông ấy ở bên đó xảy ra chút chuyện, lần này chúng ta về chi nhánh trước. Được, Tô Yên hỏi, chúng ta ngồi thuyền hay là đi máy bay? Bây giờ cô còn chưa biết chi nhánh ở đâu. Máy bay, Lâm Doanh nói, đều đã chuẩn bị xong. Trời tối thì xuất phát, 2 tiếng đồng hồ là tới. Bây giờ chỉ còn một lát nữa là trời tối, Tô Yên lại mệt rã rời, vậy chị chợp mắt một lát. Tô Yên cảm thấy mình ngủ như thế nào cũng không đủ, chiếm lấy giường của Lâm Doanh, quấn chăn đi ngủ. Màn đêm buông xuống. Mấy người xuất phát, ngồi trên máy bay tư nhân thẳng tiến đến chi nhánh Thiên Lang. Lâm Doanh này, chị phát hiện Thiên Lang bọn em thật giàu có, ra ngoài đều là máy bay riêng. Thuê đó. Lâm Doanh nói, lần này thật ra là em tự bỏ tiền. Bạch Phi Minh ở bên cạnh nở một nụ cười hiếm thấy, tôi còn là lần đầu tiên thấy cô ấy hào phóng với người khác như vậy. Tô Yên vinh hạnh vô cùng, dẫn Hạ Vũ Mặc lên máy bay. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Lên máy bay phát hiện không có phi công, Tô Yên đang muốn nói thì thấy Lâm Doanh đi đến khoang điều khiển. Em biết lái máy bay, Tô Yên rất kinh ngạc. Lâm Doanh cười khí phách, chuyện nhỏ, chị, nhóc nào, ngồi cho vững. Máy bay trực thăng bay lên, bay vào không trung. Lâm Doanh dường như xem máy bay thành tên lửa, lái vô cùng nhanh, bay qua núi non trùng điệp, thân máy bay lại quay một vòng.
Tô Uyên lập tức nôn ra. Cô chưa bao giờ say máy bay, mà lên máy bay chưa được bao lâu lại bắt đầu nôn một mạch, chỉ còn lại nước chua trong miệng, trong dạ dày vẫn là sông biển đảo lộn. Hạ Vũ Mặc quan tâm chăm sóc, Lâm Doanh giảm tốc độ, lái vững vàng, cũng không phô diễn kỹ xảo nữa. 2 giờ sau, máy bay đáp xuống một bãi cỏ. Hai chân Tô Uyên như nhũn ra, được dìu xuống máy bay. Cô không còn hơi sức nôn ra. Lâm Doanh gãi đầu chị, không đến mức đó chứ, nôn thành như vậy, ai không biết còn tưởng là mang thai đấy. Một lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Tô Uyên nhớ tới gần đây ham ngủ lại thèm ăn, còn nôn rất dữ dội, vội vàng nói có bác sĩ không? Giúp chị tìm một bác sĩ xem, hoặc là mua que thử thai. Chị nghiêm túc đấy à? Từ tận đáy lòng, Tô Uyên vẫn rất hy vọng có thai, cho nên có một chút dấu hiệu, cô sẽ không bỏ qua. Bạch Phi Minh nói, tôi có que thử thai. Lời này làm Lâm Doanh bị sốc. Phi Minh, chó độc thân như cậu, sao lại có thứ kia? Chương 174, thật sự có thai. Đêm tối gió lạnh. Đám người Tô Uyên đáp xuống ở một trấn nhỏ, Lâm Doanh sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Tô Uyên và Hạ Vũ Mặc trước. Bạch Phi Minh thật sự lấy que thử thai ra cho Tô Uyên. Cảm ơn, Tô Uyên vào nhà vệ sinh kiểm tra. Mấy người khác ở trong phòng khách chờ đợi, mặt Hạ Vũ Mặc vô cùng nghiêm túc mà canh nhà vệ sinh. Những ngôi nhà ở đây đều chỉ cao 2 tầng, phong cách kiến trúc cổ xưa, mang theo sự tinh tế kỳ lạ. Lâm Doanh cầm chiếc ghế nhỏ, chen đến bên cạnh Bạch Phi Minh, dùng khuỷu tay chạm vào tay của Bạch Phi Minh một chút, nói thật, que thử thai kia là như thế nào, Phi Minh. Chuyện này khiến tớ rất đau lòng nha, rốt cuộc là tên khốn nào đã cho cậu leo cây. Việc này với Lâu Doanh mà nói, thật quá bí ẩn. Bạch Phi Minh tìm đàn ông. Mỗi ngày mình đều ở cùng với cậu, mình không có tìm đàn ông. Bạch Phi Minh không nói nên lời. Vấn đề là ở chỗ đó. Lâu Doanh vỗ đùi, nói không chừng sau khi mình ngủ cậu thừa dịp đó mà ra ngoài hẹn hò. Vẻ mặt Bạch Phi Minh nghiêm túc, mình không có đàn ông. Lâu Doanh vừa nghe xong. Con người chuyển động, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn dưới thân chính mình, chung quy lại không thể là mình, vật kia của mình, cũng không thể làm cậu mang thai. Càng nói càng không đứng đắn. Bạch Phi Minh biết Lâu Doanh nhiều năm như vậy, cô ta hiểu rất rõ tính tình của Lâu Doanh, nhưng vẫn bị lời này làm cho ngạc nhiên. Que thử thai không phải là của mình, Bạch Phi Minh nói, nhiệm vụ đợt trước, mua giúp cho Thái An, đây là phần còn lại. Thái An là một cô gái xinh đẹp phụ trách bộ phận tình báo của tổ chức Thiên Lang. Lâu Doanh vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, làm mình sợ muốn chết. Không lâu sau, lại nhiều chuyện hỏi, Thái An với mình ai tốt hơn? Bạch Phi Minh. Trong nhà vệ sinh, Tô Khanh ngồi ở trên bồn cầu, hai mắt nhìn chằm chằm que thử thai, nhìn que thử thai bị dính nước một chút, từ từ, một vạch hiện lên. Không có thai. Tô Uyên mất mát. Chẳng lẽ cô thực sự không có thai? Tô Uyên lại hồi hộp mà nhìn chằm chằm que thử thai, nhìn chăm chú 2 phút, lại thêm một vạch nữa hiện ra. 2 vạch đỏ. Tô Uyên kích động, tay cũng run rẩy. 2 vạch đỏ có nghĩa là mang thai rồi. Tô Uyên hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm để xác nhận lại lấy que thử để kiểm tra một lần nữa, 2 vạch đỏ lại hiện lên. Thực sự có thai rồi. Hốc mắt Tô Uyên nóng lên, kích động mà bịt kín miệng. Cô và Lục Cận Phong có con rồi. Sờ vào cái bụng còn bằng phẳng, Tô Uyên rất hối hận, trước kia uống nhiều rượu như vậy, nhất định là đứa nhỏ này tức giận, nên mới có thể làm khổ cô trên đường như vậy, khiến cho cô nôn đến mức 2 chân như nhũn ra. Trong lòng Tô Uyên rất phức tạp, vui mừng là chắc chắn, kích động cũng không nghi ngờ gì. Cô nhớ tới năm ấy lúc có thai Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, lúc ấy sau khi biết mình mang thai, cô không hề vui vẻ, sợ hãi và hoảng hốt nhiều hơn. Cho nên giờ phút này, đối với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, cô cũng cảm thấy áy náy. Sau khi Lục Cận Phong nhận Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi, cô cũng hiểu được sự thiệt thòi của Lục Cận Phong, bây giờ có thai, phần thiệt thòi kia của Lục Cận Phong, cô cũng có thể bù lại rồi. Nói chung, trong lòng Tô Uyên rất phức tạp. Hiện tại cô đến phân bộ của Thiên Lan, có lẽ chờ đến khi gặp lại Lục Cận Phong rồi nói cho anh, đến lúc đó cho anh bất ngờ. Mẹ, không sao chứ? Hạ Vũ Mặc ở bên ngoài thúc giục. Chờ đến mức có chút lo lắng. Xong rồi đây, Tô Uyên xả bồn cầu, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài. Hạ Vũ Mặc ôm chân của Tô Uyên, mẹ, có em gái không? Lâu Doanh cũng hỏi, có thai không? Cái vẻ mặt mong ngóng kia, ai không biết còn tưởng rằng là cô ấy mang thai.
Tô Yên cười gật đầu, vuốt đầu của Hạ Vũ Mặc, con được làm anh trai rồi. Dạ, Hạ Vũ Mặc vui vẻ mà nắm tay, con được làm anh trai rồi, con có em gái rồi. Thật sao, chị, mau cho em sờ thử. Lâu Doanh kích động đưa tay tới sờ bụng của Tô Yên. Hạ Vũ Mặc che chở, dì út, dì cứ hấp ta hấp tấp, coi chừng làm mẹ con bị thương. Lâu Doanh không thể thích ứng được, nói bậy, dì chưa có hấp ta hấp tấp. Tô Yên dở khóc dở cười, Hạ Vũ Mặc nói, mẹ, nằm xuống nghỉ ngơi mau lên, bây giờ mẹ không được quá mệt mỏi đâu, trong 3 tháng đầu mang thai em bé phải nghỉ ngơi nhiều, như vậy em gái cũng có thể mau lớn, ra ngoài gặp con. Lâu Doanh suýt nôn, bé mỡ, một đứa trẻ con như con làm sao biết nhiều như vậy, nếu không phải là khoa học, dì đều không hiểu. Đây là lợi ích của việc đọc sách nhiều. Hạ Vũ Mặc khách sáo liếc Lâu Doanh một cái, dì út chỉ biết đánh đánh chém chém, một chút cũng không giống con gái chút nào. Hạ Vũ Mặc thầm quyết định, sau này khi cậu bé dạy em gái, cũng không thể khiến cho em gái giống như dì út. Lâu Doanh chịu đả kích nặng nề, Tô Yên nở nụ cười, tâm trạng rất vui. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không ít người đi qua bên này. Một người đàn ông hô ở bên ngoài, Lâu Doanh, nghe nói cô dẫn theo hai người lạ đến đây. Đây là địa bàn của chúng tôi, làm sao có thể để cô tùy tiện dẫn người ngoài vào đây, mau giao người ra đây. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm không hề kiên nhẫn, thật đúng là phá hỏng không khí. Tô Yên hỏi, Lâu Doanh, có chuyện gì xảy ra? Người bên kia hiển nhiên là đang chĩa mũi nhọn về phía cô, nếu như để liên lụy đến Lâu Doanh, vậy thì cô nhất định sẽ không ở lại. Chị đừng lo lắng. Chỉ là một người bảo thủ mà thôi, em đi giải quyết đây. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đi ra, không ít người đứng ở trong sân, nam nữ già trẻ đều có. Lâu Doanh nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên người đàn ông trung niên đứng đầu, cháu nói này chú Nam Miêu, chú hà tất gì mà phải dẫn một thế trận lớn như vậy trong đêm tối thế này, cháu dẫn hai người bạn về đây, có chuyện gì sao? Mặt của người đàn ông co quắp lại, các bộ phận trên mặt cứng ngắc, là một người trưởng lão chịu trách nhiệm cho phân bộ. Biệt hiệu là Nam Miêu, tên thật là Hoàng Nam. Lâu Doanh, chú đây cũng là đang giải quyết việc chung, đừng tưởng rằng cháy là cháu gái của đại ca Lệ, là có thể làm việc không theo quy tắc. Khi Hoàng Nam nói, mặt khẽ kéo lên, thoạt nhìn trong có chút dọa người, giao người ra đây, chú mang đi tra hỏi trước đã, không có vấn đề gì thì trả lại cho cháu. Buồn cười, Lâu Doanh cười lạnh, phương pháp tra hỏi người của chú Nam Miêu có tiếng tàn nhẫn, giao người cho chú, còn có thể sống sót trở về. Cháu đấu với chú, có cháu ở đây, người này hôm nay, chú cũng đừng hòng mang đi. Sắc mặt Hoàng Nam xanh mét, giá trị sức mạnh của Lâu Doanh hàng đầu, một người có thể chống lại 10 người đàn ông, ai dám xông lên. Vẻ mặt Hoàng Nam âm trầm, nói, gần đây phát hiện ra mất tên do thám Thiên Lang, trộm thông tin cơ mật, khiến cho Thiên Lang phải chịu tổn thất không nhỏ, chú làm như vậy cũng vì cẩn thận, Lâu Doanh, cháu phải suy nghĩ cho toàn cục. Thông tin bị người khác cướp. Đó là do các chú không có năng lực. Lâu Doanh tránh đường, chân sau dẫm lên trên chiếc ghế, khẩu súng trong tay xoay quanh ngón trỏ, không chút để ý cười, không sợ chết, thì cứ việc đi vào. Hoàng Nam nhìn người bên cạnh một cái, người nọ dám bước lên hai bước, thì một viên đạn đã bắn vào chân anh ta, ngăn anh ta tới gần. Lâu Doanh cười lạnh thổi hơi nước trên nòng súng, thật đúng là không sợ chết. Hoàng Nam nổi giận, Lâu Doanh, làm sao cháu có thể xuống tay với người nhà mình? Tô Yên ở trong phòng nghe được âm thanh ồn ào ở bên ngoài, cô từ trong cửa sổ nhìn ra, mọi người trong sân đều cầm súng, trong lòng có chút lo lắng, Hạ Vũ Mặc, con ở trong phòng đợi, mẹ đi ra ngoài xem thử. Mẹ, nguy hiểm, Hạ Vũ Mặc không cho Tô Yên ra ngoài. Không có việc gì cả, mẹ ra xem thử. Vậy thì con cũng đi. Không được, thái độ Tô Yên vô cùng kiên quyết, bắt Hạ Vũ Mặc phải ở trong phòng. Gần đây Hoàng Nam cũng không vừa ý Lâu Doanh. Hành vi rất kỳ quái, ngang ngược, thế nhưng Lâu Doanh được mệnh danh là tay súng thần, ông ấy cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hai bên rằng co chưa xong, đột nhiên lúc này cửa mở ra. Tô Yên đi tới, ánh trăng lành lạnh chiếu vào trên người cô, giống như được bao quanh bởi một lớp voan mỏng. Gió đêm kéo tới, tóc dài khẽ bay, tay áo lất phất. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nam nhìn đến mất hồn, trong mắt đầy si mê, theo bản năng thốt ra, Duyên Nhi. Chương 175, phát sóng trực tiếp cảnh nóng. Hành động của Hoàng Nam, khiến người ta không hiểu ra sao. Lâu Doanh che trước mặt Tô Doanh, chú Nam Miêu, thu hồi trong mắt của chú lại, nhìn cái gì chứ,
cũng đã nhiều tuổi như vậy rồi, chú còn dám nhìn chị cháu, tin cháu móc mắt chú ra không? Hoàng Nam hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn Tô Yên, trong miệng vẫn còn thì thầm, quá giống, quá giống. Tô Yên nghe cũng không hiểu, tiến lên hai bước, thái độ rất đàng hoàng, vị này là chú Nam Miêu đúng không? Tôi là Tô Yên, vô tình mạo phạm mọi người, tôi cũng không phải là cái gì mà mật thám cả, tôi chỉ muốn đến nơi mà mẹ tôi từng sinh sống thôi. Hoàng Nam vội vàng hỏi, mẹ của cô tên là gì? Có phải tên là Lệ Uyển không? Tên này, Tô Yên chưa bao giờ nghe, đang định lắc đầu, Lâu Doanh nói ở bên tai cô, dì út thực sự tên là Lệ Uyển, chị nói đi. Tô Yên bừng tỉnh ngộ, mẹ là người của Thiên Lang, bà ấy tới đế đô kết hôn với Tô Đình Nghiêm, trải qua cuộc sống của người bình thường, chắc chắn không thể dùng lại cái tên Lệ Uyển kia. Tô Yên nhìn vào cặp mắt tràn đầy mong đợi của Hoàng Nam, gật đầu, đúng, tên của mẹ tôi là Lệ Uyển. Vừa dứt lời, Hoàng Nam nghiêng người đi, hai hàng nước mắt rơi xuống. Tô Yên và Lâu Doanh đều rất kinh ngạc. Lâu Doanh lắm lời mà nói một câu, chú Nam Miêu, đừng nói là chú đã từng thầm mến dì út đấy nhé. Vừa nãy Hoàng Nam nhìn ánh mắt của Tô Yên, hoàn toàn là ánh mắt của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, si mê, hâm mộ. Hoàng Nam lại liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, không hề trả lời Lâu Doanh, nói với người mà ông ấy dẫn đến, tất mọi người về đi, về ngủ sớm một chút, không có việc gì đâu. Mọi người rất nghi ngờ, nhưng mà vẫn rất nghe lời Hoàng Nam, tất cả mọi người trong sân ai về nhà nấy, người trong sân đi sạch sẽ. Lâu Doanh buồn bực, thế đã đi rồi. Chị, sức hấp dẫn của chị ghê gớm thật, mới xuất hiện một cái, chú Nam Miêu đã rút lui. Chuyện gì xảy ra, Tô Yên hỏi, cái người gọi là chú Nam Miêu này, là ai? Chú Nam Miêu, tên thật là Hoàng Nam, là người phụ trách bộ phận xử phạt, ông ấy là người kỳ cựu của Thiên Lang, một mực theo Thiên Lang từ khi mới bắt đầu thành lập, rất nóng nảy, có vài lần chú điều ông ấy đến trụ sở chính, ông ấy nhất quyết ở lại cái phân bộ này. Nơi này là nơi mà tất cả người nhà của những anh em đã hy sinh của Thiên Lang ở. Lâu Doanh nói, chú Nam Miêu và cậu dường như có mâu thuẫn, dù sao ông ấy cũng không thích nhìn thấy em kính ông ấy là bậc cha chú nên mới gọi ông ấy một tiếng chú. Thảo nào, vừa rồi Tô Yên nhìn thấy đều có già trẻ gái trai, hơn nữa phong cảnh trong trấn nhỏ này không tồi, mỗi người đều rất mộc mạc, một chút cũng không giống người gây hỗn loạn. Lâu Doanh tổng kết một câu, đơn giản mà nói. Chú Nam Miêu chính là làm hậu cần. Những lời tổng kết này rất chính xác. Bạch Phi Minh nói, Lâu Doanh, thời gian không còn sớm nữa, tốt nhất vẫn nên để cho chị của cậu nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai lại nói tiếp. Đúng vậy, Lâu Doanh vội vàng nói chị và Tiểu Vũ nghỉ ngơi trước, hai người ở trên lầu, em và Phi Minh ở dưới lầu, hai người yên tâm đi ngủ. Thực sự đã khuya rồi, đã gần 10 giờ đêm. Tô Yên dẫn Hạ Vũ Mặc về phòng nghỉ ngơi. Báo cho Lục Cận Phong một tin bình an, còn chuyện mang thai, cô tạm thời chưa nói. Tô Yến muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của Lục Cận Phong sau khi biết được tin mừng này, chia sẻ niềm vui. Hạ Vũ Mặc rửa mặt xong xuôi, nằm vào trong chăn, mẹ, con làm ấm chăn cho mẹ trước, mẹ sẽ vào chăn sau. Tiểu Vũ thật hiểu chuyện, trong lòng Tô Yên ấm áp, Tiểu Vũ à, con có từng giận mẹ hay không, mẹ đáng trách, để con và anh trai ở trại mồ côi lớn lên, không hề có mẹ ở bên cạnh. Các con nhất định đã phải chịu khổ không ít. Đối với chuyện này, Tô Yên vẫn luôn luôn thấy áy náy, nhưng mà bình thường không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cũng là ông trời có mắt, đưa Tiểu Vũ đến bên cạnh cô, nếu như lúc trước không gặp được Tiểu Vũ rời khỏi trại mồ côi sẽ có cảnh ngộ như thế nào? Hạ Vũ Mặc lắc đầu, mẹ, đừng tự trách mình nữa, con và anh trai không giận mẹ một chút nào hết, thực ra ở trại mồ côi con và anh trai cũng đã từng rất vui vẻ. Chẳng qua là, viện trưởng bọn họ sẽ không vui vẻ như vậy. Hả, nói mẹ nghe một chút, Tô Yên nghĩ đến đứa trẻ thông minh Hạ Vũ Mặc này, vô cùng thích chơi những trò chơi khăm, vẫn rất tò mò về cuộc sống của Hạ Vũ Mặc ở trong trại mồ côi. Trước đây Hạ Vũ Mặc cũng từng đề cập qua một chút, nhưng cũng không nói quá nhiều. Hạ Vũ Mặc ngồi dậy, bọc chăn, bắt đầu kể cho Tô Yên về những ngày ở trại mồ côi, viện trưởng rất xấu xa, còn rất đẹp, có một lần, con bắt một con rắn. Lén đặt ở trên giường của viện trưởng đang nằm bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh, được xe cứu thương đưa đi. Còn có một lần, viện trưởng không cho con và anh trai ăn cơm, bắt chúng con nhịn đói từ sáng đến tối. Sau này Hạ Vũ Mặc đã đi tiểu ngay trong chén nước của viện trưởng, cho đến bây giờ cũng không ai biết là người nào đã làm điều đó. Nhân viên trong trại mồ côi thường quát mắng các bạn nhỏ, thậm chí đánh chửi,
Hạ Vũ Mặc cũng biết ra tay ủng hộ chính nghĩa, lấy keo bôi vào trên ghế, hoặc là thả con sâu gióm vào trong đồ ăn của nhân viên, những chuyện này đều thường xuyên xảy ra. Nếu như Hạ Vũ Mặc bị bắt được thì sẽ bị đánh, Hạ Phi cũng đến giúp, nhưng hai đứa chẳng qua cũng chỉ là con nít, cho dù là ầm ĩ thế nào, cũng chỉ có thể chịu thiệt, không thể không bị đánh. Hai anh em thường xuyên quậy cho trại mồ côi long trời lở đất, cũng không có ai dám nhận nuôi hai đứa. Lúc Hạ Vũ Mặc nói, cười ha ha, cảm thất rất vui vẻ, nhưng Tô Yên nghe xong thì trong lòng lại cảm thấy chua xót. Ăn không đủ no, bị chửi mắng đánh đập, mặc không đủ ấm, đói bụng vài ngày, những điều này khi vào tai Tô Yên, giống như là lấy dao cắt thịt của cô. Con nhà ai không phải đều được ôm trong lòng bàn tay mà chiều chuộng sao? Hai cục cưng của cô chưa từng chiều chuộng thật tốt, vào lúc chúng còn bé tí cũng không cho bú sữa, chưa từng ôm một lần nào. Cô chưa từng trải qua những khó khăn vất vả khi nuôi con, nhưng được hai cục cưng xuất sắc như thế này, một tiếng mẹ này, cũng vô cùng dễ dàng có được. Chưa từng nhìn thấy chúng bi bô học nói, chưa từng cùng chúng đi tới trường học, chưa từng thay tã cho chúng lần nào cả, chưa từng thức một đêm nào. Người mẹ như cô, thật sự không làm tròn bổn phận. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Vũ Mặc thở dài nói, bọn họ nuôi hai anh em chúng con lớn, thực ra chúng con vẫn rất biết ơn. Cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ là trêu đùa mấy trò đùa dai mà thôi, bọn họ đánh chúng con có thể bỏ chạy, chạy không được, cũng rất ít khi đánh trả. Hạ Vũ Mặc vô cùng tự hào nói, mẹ, con chạy trốn rất nhanh, bọn họ rất ít khi bắt được con còn trèo lên cây, còn có anh trai che chở nữa. Con là quỷ nghịch ngợm, hai mắt Tô Yên rưng rưng nước, cười véo mũi Hạ Vũ Mặc một cái, ôm Hạ Vũ Mặc vào trong lòng, mẹ nợ hai đứa nhiều lắm. Hạ Vũ Mặc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, mẹ chưa bao giờ nợ chúng con cái gì cả, anh trai nói, cha mẹ với con cái đều là những cá thể độc lập, giữa chúng ta, không có chuyện mắc nợ, mẹ đã đưa con và anh trai đến thế giới này, chúng con cho mẹ được làm mẹ, sinh mạng là một thứ luân hồi, không có ai phải chịu trách nhiệm với ai. Tô Yên ngạc nhiên, má ơi, lời nói mang tính triết học như vậy, là được phát ra từ miệng của đứa con 5 tuổi cả cô sao? Sau khi nghe Hạ Vũ Mặc nói xong, Tô Yên cảm thấy suy nghĩ của chính mình rất hạn hẹp. Cô được học hành nhiều năm như vậy, còn chưa theo kịp suy nghĩ sâu rộng của một đứa nhỏ. Sinh mạng là độc lập, tất cả mọi người lần đầu tiên làm người, cha mẹ con cái, những thứ này chẳng qua chỉ là một cách xưng hô, cũng không có ai quy định ai nhất định phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với ai. Lời này quả thực giống như lời của anh con. Trong lòng Tô Yên thực sự thoải mái, Tiểu Vũ à, đột nhiên mẹ nhớ anh trai con quá. Không biết anh trai con đang làm cái gì. Cũng đã xa con trai lớn mười mấy tiếng đồng hồ rồi, Tô Yên bắt đầu nhớ cậu bé rồi. Hạ Vũ Mặc cười hì hì, mẹ, con cũng nhớ anh trai, con đã từng nghiên cứu, nói này cách anh trai chỉ có mấy trăm cây số. Con nghiên cứu từ khi nào? Làm sao mẹ lại không biết? Tô Yên bất ngờ, cô thậm chí còn không biết hiện tại mình đang ở hướng nào. Lúc máy bay vừa hạ cánh thì xem, con nhìn ra phương hướng rồi. Hạ Vũ Mặc chỉ vào đầu, nghiên cứu ở trong này. Nơi Hạ Phi đi chính là trụ sở chính của ám dạ, nơi này là phân bộ thiên lang, hai nơi chỉ cách nhau mấy trăm cây số, điều này có thể gây nguy hiểm cho ám dạ không? Tô Yên do dự, không biết có nên nói cho Lục Cận Phong một tiếng không? Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Lục Cận Phong ngay lập tức gọi tới. Alo, đã trễ thế này còn gọi điện sao? Tô Yên tò mò, kết nối điện thoại, đùa giỡn nói, Lục Cận Phong. Như thế nào, có phải nhớ em hay không? Tô Yên còn chưa nói dứt lời, thì cô nghe thấy được tiếng thở dốc rõ ràng của nam nữ khi làm chuyện đó ở đầy dây bên kia. Chương 176, thủ đoạn này thật là hạ đẳng mà. Tô Yên cẩn thận nghe cái âm thanh không phù hợp với trẻ em này, chỉ cần nghe âm thanh là đã có thể hình dung ra được cảnh tượng đó rồi. Lục Cận Phong qua lại nhau với phụ nữ à? Tô Yên nhanh chóng phủ nhận. Điều này là không thể. Cô vẫn có sự tin tưởng này đối với Lục Cận Phong. Nhưng để nói rằng không hề đụng chạm thì chắc chắn là giả rồi. Không người phụ nữ nào có thể bình tĩnh khi nghe thấy âm thanh như vậy phát ra từ điện thoại di động của người đàn ông của mình. Tô Yên kìm nén lại và nói với Hạ Vũ Mặc, Tiểu Vũ, con đi ngủ trước đi, mẹ đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô không muốn Tiểu Vũ nghe thấy những âm thanh đó mà dậy hư con trai của cô. Tô Yên bước ra khỏi ban công, bật loa ngoài. Trên điện thoại mãi vẫn không có âm thanh nào khác, chỉ là tiếng phạch phạch đàn ông và phụ nữ. Tô Yên cẩn thận nghe, cuộc gọi nhất định không phải của Lục Cận Phong,
hơn nữa có thể đụng đến điện thoại di động của Lục Cận Phong, lại có khả năng làm ra chuyện như vậy chỉ có một người mà thôi. Tần Nhã Đan. Tô Yên vừa nghe đã nghe ra có gì đó không ổn, hoàn toàn không phải là giọng của Lục Cận Phong. Trên điện thoại hồi lâu cũng không có tiếng nói chuyện, cô liền lên tiếng nói trước, rất hứng thú, nhưng giọng của người đàn ông này vừa nghe đã có thể biết là sức khỏe của anh ta không được tốt. Cô Tần tải video từ trang web nào về thế? Lát nữa nhớ giới thiệu nó cho tôi cũng sẽ đi xem thử. M Thanh ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục vang lên, giọng người phụ nữ càng thêm phấn khích. Tô Yên có chút dở khóc dở cười, loại thủ đoạn này thật sự rất là hạ đẳng. Cô Tần, dáng vẻ của Lục Cận Phong trên giường như thế nào, sức bùng nổ và sức bền của anh ấy như thế nào tôi hiểu rõ hơn cô nhiều. Anh ấy thậm chí có làm vài hiệp cũng không hề thở dốc. Chắc là cô đang cho tôi nghe video đúng không? Nói thật đấy, người đàn ông ở đó thật sự quá yếu rồi, nếu cô Tần có sở thích như vậy, sau này tôi sẽ giới thiệu một số trang web cho cô, để xoa dịu cơn đói khát khó chịu trong lòng của cô Tần. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Tô Yên cong môi, chơi chiều này với tôi chọc cho cô tức chết. Nhưng sau khi nghĩ lại thì không lẽ là cô đã chọc người ta tức xỉu luôn rồi đấy chứ? Nếu có mệnh hệ gì thì đó chính là tội của cô rồi. Đế Đô, biệt thự Nam Sơn. Sau khi Tần Nhã Đan tức giận cúp điện thoại, cô ta nhanh chóng uống thuốc. Cô ta thậm chí còn hít thở sâu vài cái, khi thấy video trên điện thoại vẫn đang bật, cô ta tức giận tắt nó đi. Cô ta không ngờ rằng làm đến như thế mà vẫn không thể chia rẽ được Tô Yên và Lục Cận Phong. Cô ta bắt đầu tự hỏi Tô Yên rốt cuộc có phải là phụ nữ không, làm sao mà lại có thể lý trí đến như vậy, không hề ghen tuông chút xíu nào, còn có thể nhìn thấu chiêu trò của cô ta. Câu nói của Tô Yên dáng vẻ của Lục Cận Phong ở trên giường như thế nào, tôi biết rõ hơn cô nhiều. Suýt nữa khiến Tần Nhã Đan tức nôn ra máu. Tần Nhã Đan nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, cô ta nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động của Lục Cận Phong rồi đặt lại chỗ cũ. Cửa mở ra, Lục Cận Phong mang theo một xấp tài liệu đi vào, thấy Tần Nhã Đan đang trải giường cho anh hơi nhíu mày, Nhã Đan, em không cần phải làm những việc này đâu. Em cũng chỉ thuận tay mà thôi. Tần Nhã Đan cười dịu dàng, trước đây em cũng đã trải giường giúp anh như thế này mãi nên quen rồi. Lục Cận Phong đặt xấp tài liệu xuống, cầm điện thoại lên nhìn, cũng đã muộn rồi, Nhã Đan à, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, anh còn có một số việc phải xử lý. Được, Tần Nhã Đan thản nhiên hỏi, Cận Phong à, sao hôm nay em không thấy cô Tô vậy? Cô ấy, đi du lịch rồi, lời nói của Lục Cận Phong cũng là nửa thật nửa giả. Cận Phong! Anh nói thật cho em biết đi, có phải là hai người đã cãi nhau rồi không? Có phải là cô Tô không thích em sống ở đây, hiểu lầm chúng ta rồi không? Tần Nhã Đan làm ra vẻ như rất lo lắng cho mối quan hệ của hai người họ. Yên Yên không phải loại người keo kiệt, em nghĩ nhiều rồi. Lục Cận Phong nói, cô ấy dẫn Tiểu Vũ ra ngoài đi chơi rồi, lát nữa sẽ quay lại. Cô Tô đi du lịch ở đâu? Tần Nhã Đan dò hỏi tung tích của Tô Yên để mua chuộc người ám sát cô. Cô ta muốn để Tô Yên không bao giờ quay lại nữa. Lục Cận Phong đặt công việc trên tay xuống, nhìn Tần Nhã Đan cười nói, em cũng quan tâm cô ấy nhiều quá nhỉ. Anh còn tưởng là em không thích cô ấy. Sao lại như thế được, người mà anh thích em cũng sẽ thử thích, hơn nữa Tô cô thật sự rất tốt, em thật lòng mong sẽ sống hòa bình với cô ấy. Tần Nhã Đan cười nói, tâm tư của con gái khá là nhỏ nhặt, có lẽ cô ấy đã tức giận rồi. Anh cũng không biết sao, anh đấy. Vẫn bất cần như trước, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, cô ấy ở bên ngoài, anh càng phải quan tâm cô ấy hơn chứ. Được, anh nhớ rồi. Vậy thì được, em không làm phiền anh nữa. Tần Nhã Đan biết điều đóng cửa và rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, nụ cười trên khuôn mặt cô ta nhanh chóng biến mất. Khi trở lại phòng, cô ta gọi điện thoại cho người lúc trước, tôi nhờ anh tìm Lâu Doanh giết Tô Yên, đã làm xong chưa? Thưa cô, đối phương lại đang tạm thời tăng giá. 10 triệu còn chê ít, mở miệng đòi 50 triệu, còn phải chuyển khoản trong một lần. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Lâu Doanh về giá cả. Đưa tôi thông tin liên lạc của Lâu Doanh đi. Ngày hôm sau, Tô Yên đang ngủ thì tỉnh lại, bên tai nghe thấy có tiếng chim kêu, sống ở thành phố đã lâu cô không nghe thấy tiếng chim kêu rồi. Mở cửa sổ và hít thở bầu không khí trong lành, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trên thảm cỏ xanh còn đọng sương. Làn sương sớm bao phủ, như đang ở chốn thần tiên. Tô
Tô Yên cảm thán, thật sự là một nơi rất tốt để nghỉ dưỡng. Chị ơi, chị xuống nhà ăn sáng đi. Lâu Doanh từ tầng dưới hét lên. Hạ Vũ Mặc đã dậy từ sớm, Tô Yên tắm rửa trước rồi mới đi xuống lầu, trên bàn là cháo gạo đen thơm phức với bánh bao ngô mềm, dẻo và mịn, ăn rất ngon. Năm loại ngũ cốc nguyên hạt đơn giản nhất. Tô Yên ăn rất ngon miệng, ăn liền hai bát cháo gạo đen và hai cái bánh bao lớn. Lâu Doanh nhắc nhở, chị à, cẩn thận bị mất dáng, đến lúc đó sẽ bị anh rể chán ghét đấy. Nếu anh ta dám chê, chị sẽ đá anh ta trước. Tô Yên ăn no xong xoa xoa bụng. Hạ Vũ Mặc từ bên ngoài chạy vào, đưa sữa cho mẹ, mẹ, đây là sữa tươi của ông Nam Miêu đưa đến, nói là cho mẹ uống. Lâu Doanh ghen tị, chao ôi, đối xử như vậy là quá khác biệt rồi, với em thì phồng mang trợn mắt, sau khi đến chị thì lại được tặng cả sữa nữa. Bạch Phi Minh không nhịn được liền lên tiếng nói, lần nào cô cũng chĩa súng về phía ông ấy có thể đối xử tốt với cô mới là lạ đấy. Chuyện này không thể trách chị được. Ai bảo lần nào ông ấy cũng kiếm chuyện, chị rất tôn trọng người già đấy nhé. Tô Yên cười nhận lấy sữa Hoàng Nam đưa đến, rồi chia sẻ với Tiểu Vũ. Hoàng Nam này cũng keo kiệt, chỉ cho có bấy nhiêu đây thôi, hoàn toàn không hề chuẩn bị cho Lâu Doanh và Bạch Phi Minh lấy một ít. Lâu Doanh nghiến răng, ông ta cố tình làm vậy. Chị sẽ đi mổ con bò của ông ta ra, buổi tối chúng ta sẽ ăn thịt bò nướng. Tô Yên dở khóc dở cười, em giết bò rồi, làm gì có sữa uống nữa. Đúng lúc này, máy tính bên cạnh vang lên, là âm báo tin nhắn. Bạch Phi Minh nói, Lâu Doanh, nhiệm vụ đến. Lâu Doanh lập tức quay lại, mở tin nhắn ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên, chị, người đó lại tăng giá rồi. 25 triệu tệ sẽ mua tính mạng của chị. 50 triệu tệ cũng không muốn đưa, quá keo kiệt rồi. Tô Yên đặt ly sữa xuống, bước tới bên máy vi tính. Khung chat trên màn hình máy tính, tên trên mạng của đối phương là Hạo Tử, không có những thông tin khác. Trong hộp chat, đối phương chỉ nói một câu, 25 triệu, giết Tô Yên. Thông thường thì đơn này sẽ được thanh toán đầy đủ sau khi đã đạt được thỏa thuận. Lâu Doanh hỏi, chị ơi, em có nên hét giá lên nữa không? Theo phương thức mặc cả này, nếu còn hét lên nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ được 30 triệu. Tô Yên nói, để chị làm. Vâng, Lâu Doanh nhường chỗ và đứng sang một bên uống sữa đậu nành. Tô Yên ngồi ở trước máy vi tính, suy nghĩ một chút, gõ ra, 100 triệu. Nhìn con số này, Lâu Doanh khịt mũi, sữa đậu nành trào ra khỏi miệng. Tô Yên quay đầu lại trợn mắt, Lục Cận Phong chỉ giá 100 triệu, tại sao chị lại không tới cái giá đó? Hơn nữa hiện tại chỉ có hai mạng người lận mà, 100 triệu còn ít đấy. Hạ Vũ Mặc nói, mẹ, nếu thêm vào điểm này thì bốn người chúng ta còn chưa đủ nữa đấy. Cái gia đình này toàn là người gì đấy? Lâu Doanh giơ ngón tay cái lên, thực sự muốn xem đối phương sẽ như thế nào nếu biết rằng người mà cô ta định giết lại đang ngồi đây mặc cả giá tiền với cô ta. Lúc này, Tần Dật Hiên ở bên máy vi tính nhìn thấy ba chữ mà Tô Yên gửi sang, đầu đã có hơi đau. Mặc cả không phải là muốn giảm sao, vậy tại sao bọn họ mặc cả lại cứ tăng giá lên vậy? Không đợi Tần Nhã Đan trả lời, Tô Yên lại gửi thêm một tin nhắn. Mạng của Lục Cận Phong ở đế đô của tập đoàn Lục Thị đã trị giá 100 triệu nhân dân tệ rồi. Tôi đã tìm hiểu thì người tên Tô Yên này là hôn thê của Lục Cận Phong. Đòi cô 100 triệu nhân dân tệ cũng không hề quá đáng. Sao hả, phân biệt giới tính à? Chương 177, xuất hiện gián điệp. Tần Nhã Đan nhìn máy vi tính, lông mày nhíu lại, nghĩ đến lời nói của Tô Yên trên điện thoại dáng vẻ của anh ấy trên giường. Cô ta nghiến chặt răng bắt đầu tăng giá. 30 triệu, đã cao lắm rồi. Nếu cô không nhận, tôi có thể tìm người khác. 100 triệu không phải là số tiền nhỏ, cũng không đáng, nếu như không phải sợ sự việc đã bại lộ chọc giận Lục Cận Phong thì cô ta đã tự mình ra tay rồi. Bên phía Tô Yên nhàn nhã uống sữa gõ ba chữ, 100 triệu. Một xu cũng không thể thiếu. Tô Yên chắc chắn đối phương sẽ không đi tìm người khác, Lâu Doanh là tay súng cử khôi trong danh sách sát thủ, ngoại trừ vụ ám sát Lục Cận Phong thất bại, cô ấy chưa từng bắn trượt lần nào. Cộng với việc trước đây Lâu Doanh đã đánh hồ ly của địa sát, đối phương chắc chắn sẽ đòi lại món nợ này. Bỏ tiền ra thuê kẻ thù giết tình địch có thể cùng một mũi tên bắn chết hai con nhạn, một việc tuyệt vời như vậy nếu đổi lại là cô cũng sẽ không từ bỏ. Tần Nhã Đan, 50 triệu. Tô Yên, 100 triệu. 60 triệu. 100 triệu. Cho dù Tần Nhã Đan có tăng giá như thế nào, Tô Yên cũng sẽ không hạ xuống. Lâu Doanh há hốc mồm, chị.
như vậy được không? Chuyện mặc cả chính là chiến thuật tâm lý đấy. Tô Yên cong môi, cô ta nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau khi bên kia máy tính im lặng gần 3 phút, Tần Nhã Đan gửi đến hai chữ chốt đơn. Lâu Doanh sững sờ, 100 triệu, bàn xong rồi sao? Bạch Phi Minh cũng thực sự bái phục, Lâu Doanh, tôi nghĩ sau này nhận đơn đặt hàng cậu có thể nhờ chị gái của mình mặc cả giá giúp. Tô Yên duỗi ra ba ngón tay ra, không thành vấn đề, chỉ cần cho chị 30% tiền hoa hồng là được. Lâu Doanh đôi mắt giật giật, chị ơi, chị đen tối quá. Tô Yên cười đứng dậy, có thể bảo đối phương thanh toán rồi. Vâng, Lâu Doanh gửi số tài khoản cho đối phương, sau đó thỏa thuận với nhau là phải thanh toán trước. Tô Yên đi tới bên cửa sổ, cân nhắc, sắp xếp mọi chuyện trong đầu lại. Hồ ly của địa sát thà bỏ nhiều tiền để Lâu Doanh giết mình còn hơn là tự mình làm điều đó, chẳng lẽ chỉ vì giữa Lâu Doanh và hồ ly có ân oán? Không, ở đây chắc chắn là còn có lý do gì nữa. Tô Yên lờ mờ cảm thấy được, hồ ly của địa sát này có lẽ có quan hệ gì với Tần Nhã Đan. Cô không bao giờ tin vào những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Lâu Doanh, chị sẽ đưa Tiểu Vũ ra ngoài đi dạo. Tô Yên nói, phong cảnh ở đây đẹp như vậy, nếu không ra ngoài dạo chơi thì sẽ tiếc lắm. Chị, hay là em đi cùng chị nhé? Lâu Doanh không yên lắm. Chị chỉ đi dạo bên bờ sông thôi. Chắc không sao đâu. Em cứ làm việc của mình trước đi. Tô Yên vẫy tay với Tiểu Vũ, đi thôi. Con đến đây, mẹ. Tiểu Vũ nghe theo. Tô Yên đưa Tiểu Vũ ra ngoài, tối hôm qua trời rất tối, cô cũng không hề nhìn rõ được thị trấn nhỏ nữa. Sau khi đi ra ngoài dạo, cô mới phát hiện ra thị trấn này rất lớn, phong cảnh rất dễ chịu, còn có người đang cày cấy, cũng có trường học. Bên trong trường vang lên tiếng đọc sách to rõ. Đúng là chốn bồng lai thiên cảnh. Tô Yên đứng bên sông nhìn về phía xa, hỏi Tiểu Vũ, anh của con đang ở hướng nào? Đây là mục đích thực sự của Tô Yên khi đi ra ngoài, để tìm ra tuyến đường. Hạ Vũ Mặc đứng tại chỗ, từ trong cặp lấy ra một chiếc la bàn, đo đạc, ngón tay chỉ, mẹ, hướng đông nam. Tô Yên, con chỉ cần nói thẳng bên trái là được rồi. Phụ nữ dường như không có cảm giác về phương hướng, đến bây giờ Tô Yên vẫn chưa xác định rõ được hướng, đông, tây, nam, bắc. Cô thậm chí còn không biết cậu nhóc Tiểu Vũ đã học ở đâu nữa. Thường ngày khi không có việc gì Hạ Vũ Mặc luôn ở trong phòng đọc sách, đọc đủ thể loại sách, Tô Yên cũng chưa từng hỏi đến. Hạ Vũ Mặc cười hi hi, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ giúp chú Lục thám thính đúng không? Chúng ta như vậy có thể xem là do thám không? Cái này sao có thể tính được chứ? Tô Yên chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông từ trong đám lau sậy lén lút leo lên bờ. Tiểu Vũ, Tô Yên nhanh chóng kéo Tiểu Vũ trốn sau tảng đá lớn ở bên cạnh. Đang đi lên bờ là một thanh niên trẻ, thân hình gầy gò, nhìn quanh một lượt liền đi về phía nhà ở. Hoàng Nam quản lý thị trấn rất có trật tự, xây dựng trường học, ruộng đất canh tác và nhà ở tách biệt. Mẹ, người đàn ông đó thoạt nhìn không phải là người tốt. Hạ Vũ Mặc nói, chúng ta đi nói với dì Út hoặc với ông Nam Miêu đi. Tô Yên kiên nhẫn dạy dỗ Tiểu Vũ, bây giờ chúng ta không thể hành động hấp tấp được. Chúng ta không quen với cuộc sống ở đây, những người khác cũng không chắc là sẽ tin tưởng chúng ta, hơn nữa chúng ta không có bằng chứng xác thực. Vâng ạ, Tiểu Vũ nhất thời hiểu ra, bắt trộm phải có tang vật, bắt kẻ gian dâm phải cả được cả cặp gian dâm. Tô Yên trừng mắt, Tiểu Vũ à, ai dạy con cái này vậy? Con nít ngày nay thật không thể tin được, bắt kẻ gian dâm phải cả được cả cặp gian dâm mà cũng biết. Tiểu Vũ tỏ vẻ ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt to trong sáng, bác phán nhất đấy, mẹ ơi, bắt trộm phải có tang vật thì con biết, nhưng bắt kẻ gian dâm phải cả được cả cặp gian dâm là có ý gì vậy? Tiểu Vũ tỏ vẻ khiêm tốn, ham học hỏi, trong lòng Tô Yên gào thét tên vạn nhất, cười khan, giải thích nửa thật nửa giả, cùng ý với bắt trộm đấy, cần phải có chứng cứ, không được nói suông. Hạ Vũ Mặc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, con hiểu rồi. Tiểu Vũ, chúng ta quay về thôi. Tô Yên sợ Tiểu Vũ hỏi thêm mấy câu, nên nhanh chóng chuyển hướng chú ý. Tô Yên dẫn theo Hạ Vũ Mặc còn chưa bước vào nhà đã gặp Hoàng Nam. Hoàng Nam khi nhìn thấy Tô Yên cứ do dự, liền cười ha ha gọi một tiếng, Tiểu Yên. Mặt của Hoàng Nam bị đơ, cho dù có cười cũng không thể nhìn ra được, nhưng những bắp thịt trên mặt co giật, nhìn có chút đáng sợ. Tô Yên đoán được mục đích Hoàng Nam tới tìm cô, liền nói với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con vào nhà trước đi. Được rồi, Tiểu Vũ ngoan ngoãn,
đi ngang qua Hoàng Nam còn lễ phép gọi, ông Nam Miêu. Ngoan quá, Hoàng Nam giật giật cơ mặt mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hiền hậu, hoàn toàn khác với dáng vẻ tuốt gươm rút kiếm tối hôm qua. Sau khi Hạ Vũ Mặc vào phòng, Tô Yên nói trước, chú Nam Miêu, chú tìm cháu à? Hoàng Nam có chút khó mở miệng, nhìn khuôn mặt Tô Yên, ông ấy lại chìm vào trong hồi ức, hỏi, mẹ cháu bà ấy, vẫn ổn chứ? Mẹ cháu đã qua đời nhiều năm rồi. Tô Yên biết nếu cô nói ra câu này nhất định sẽ giáng một đòn vào Hoàng Nam. Quả nhiên, khi nghe vậy, vẻ mặt của Hoàng Nam như thể bị sét đánh vậy, ông ấy kinh hoàng loạng choạng bước hai bước, khích động nói, sao Duyên Nhi lại chết? Giọng điệu và tư thế đó, có vẻ như đang liều mạng tìm kiếm người nào đó vậy. Tô Yên nói, mẹ cháu bị bệnh rồi qua đời. Hoàng Nam cảm thấy rất khó có thể chấp nhận được sự thật này. Trên ban công tầng 2, Lâu Doanh, Bạch Phi Minh, Hạ Vũ Mặc đứng thành một hàng, dựa vào lan can, trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nhìn Hoàng Nam và Tô Yên ở dưới lầu. Lâu Doanh nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra và nói, nhìn đi, tôi nói đúng rồi, tôi đã nói rằng chú Nam Miêu yêu thầm gì của tôi mà. Bạch Phi Minh, tôi tưởng chú Nam Miêu là độc thân cả đời là vì chú ấy không thích phụ nữ. Hạ Vũ Mặc nói, thật sự rất muốn biết chuyện tình cảm giữa ông Nam Miêu và bà ngoại. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau, hai mắt sáng lên, lần lượt nhìn Tiểu Vũ, bé mập mạp, hay là con không đi hỏi chú Nam Miêu đi. Bọn họ cũng rất tò mò. Hạ Vũ Mặc đưa tay ra, Lâu Doanh không hiểu ý gì đây. Phí chạy vặt cộng thêm phí thông tin. Hạ Vũ Mặc cười rất mê tiền, dì út, để cháu kiếm thêm chút tiền đi mà. Hai người Lâu Doanh và Bạch Phi Minh. Mẹ nào con nấy mà. Người xưa nói quả thật không sai. Cuối cùng, Lâu Doanh và Tiểu Vũ đạt được thỏa thuận hợp tác 10.000 tệ, trời vừa tối, Tiểu Vũ đã đến tìm Hoàng Nam. Lâu Doanh định ở đây 2 ngày rồi đưa Tô Yên về tổng bộ. Tô Yên nghe nói Tiểu Vũ đi tìm Hoàng Nam, cũng không quan tâm lắm, lấy điện thoại di động ra chơi vài trò chơi. Thấy đã 9 giờ tối rồi mà Tiểu Vũ vẫn chưa về, Tô Yên nói, Lâu Doanh, em mau đi tìm Tiểu Vũ về đi, đã muộn như vậy rồi, đã đến giờ đi ngủ rồi. Vâng, Lâu Doanh còn chưa bước ra cửa thì đột nhiên bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng súng, trong chốc lát bên ngoài náo động. Xảy ra chuyện rồi, Tô Yên xoay người mặc áo khoác đi ra ngoài, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng cầm súng ra. Chương 178, Tiểu Vũ xảy ra chuyện nhảy sông. Toàn bộ thị trấn đột nhiên rực rỡ, sáng như ban ngày, tiếng chuông báo động vang giữa trời đêm khiến lòng người ta hoảng sợ. Lâu Doanh nghiêm túc, có người đã động vào chuông báo động. Tiếng còi báo động phát ra từ phòng tài liệu, Bạch Phi Minh nói, có người vào phòng tài liệu. Tô Yên không quan tâm ai đã vào phòng tài liệu, cô chỉ quan tâm Tiểu Vũ bây giờ đang ở đâu. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều đã ra ngoài và đi đến đây rồi, có vài người đang khiêng cáng, trên cáng là một đứa trẻ. Một cậu bé khoảng 8 tuổi, cả người ướt sũng. Sắc mặt cậu bé nhợt nhạt như tờ giấy, không chút sức sống, như một người chết vậy. Nhóm người đặt cáng xuống đất, một người phụ nữ đỡ cáng gào khóc thảm thiết, băng băng, con của mẹ, con mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn mẹ đi mà. Bắt người phụ nữ này lại, cô ta là gián điệp, thím Thúy Linh, là cô ta đã hại chết băng băng. Một thanh niên hét lớn lên, lập tức tất cả mọi người đều nhìn Tô Yên bằng ánh mắt đầy oán hận. Tô Yên nhận ra người nói chuyện chính là cậu thanh niên mà cô đã nhìn thấy trong đám lau sậy vào ban ngày. Ai dám động vào chị tôi, đạn của tôi không có mắt đâu đấy. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh một trước một sau bảo vệ. Tô Yên đang mang thai em bé, nên không thể có chuyện gì sơ suất được. Những người này khí thế hùng hổ, nếu bọn họ đụng vào cô thì không xong rồi. Đó là người phụ nữ mà cô đưa về, cô ta đã đánh cắp tài liệu tuyệt mật từ phòng tài liệu và giết chết băng băng. Cô ta không phải gián điệp thì là gì chứ? Người thanh niên gào lên, những thành viên trong gia đình của chúng tôi gần như đều chết dưới tay người của ám dạ, chúng tôi phải giết người phụ nữ này để trả thù cho gia đình chúng tôi. Báo thù, báo thù, báo thù. Những người khác cũng đồng thanh hét lên, oán khí ngút trời. Lâu Doanh tức giận, Uông Phi, mấy người nói nhảm, chị tôi suốt ngày ở bên cạnh chúng tôi, ăn trộm tài liệu tuyệt mật cái gì chứ, chị ấy là người của Thiên Lang. Không hề liên quan gì đến ám dạ, đừng có mà vu khống người ta lung tung. Con trai tôi đâu, Tô Yên liếc nhìn đám người, nhưng không thấy Tiểu Vũ đâu, trong lòng cô lo lắng như lửa đốt, con trai tôi Tiểu Vũ đâu.
Người thanh niên tên Uông Phi cười độc ác, tôi tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đó từ phòng tài liệu bước ra, nhưng tôi không đuổi theo kịp. Đứa trẻ đó nhảy xuống sông định bỏ chạy, tôi bắn vài phát, cho dù không bị bắn chết thì bây giờ chắc là cũng chết đuối rồi. Cái gì? Mặt Tô Yên biến sắc, trước mắt cô quay cuồng, suýt chút nữa đứng không vững. Chị, Lâu Doanh đỡ cô, không sao chứ? Tô Yên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cô giật lấy khẩu súng trong tay Lâu Doanh, bắn một phát về phía Uông Phi, nếu anh dám động vào con trai tôi sẽ giết anh. Tốc độ của Tô Yên rất nhanh và tàn nhẫn, nhưng khả năng bắn không chính xác nên chỉ bắn trúng vào vai Uông Phi. Khi cô đang định bắn phát thứ hai, thì phát hiện ra mình không biết cách nạp đạn, Uông Phi lập tức núp vào phía sau. Phát súng của Tô Yên khiến mọi người phẫn nộ, hàng chục họng súng lập tức nhằm vào Tô Yên. Chị, Lâu Doanh trực tiếp rút hai khẩu súng bên hông ra bảo vệ Tô Yên, một sát thủ làm sao chỉ có một khẩu súng được. Nếu những người này không phải là thành viên của Thiên Lang, Lâu Doanh đã bắn từ lâu rồi. Bỏ súng xuống cho tôi. Hoàng Nam nhanh chóng đi tới, các người đang làm gì vậy, bỏ súng xuống. Uông Phi che vết thương do bị đạn bắn trên vai, chú Nam Miêu, người phụ nữ này là ám dạ. Đứa trẻ mà cô ta mang theo đã lẻn vào phòng tài liệu, lấy trộm tài liệu tuyệt mật. Băng Băng phát hiện ra và đã bị giết chết rồi. Đứa trẻ đó hiện tại đã nhảy xuống sông, chúng ta không thể để người phụ nữ này đi được. Thím Thúy Linh cũng rất kích động, chú Nam Miêu, người đàn ông của tôi là vì Thiên Lang mà chết, bây giờ con tôi cũng đã chết rồi, nó là con duy nhất trong nhà, tôi làm sao có thể dám nhìn mặt ba của Băng Băng ở dưới Hoàng Tuyền được nữa, hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích, giết tên gián điệp này phải đền mạng cho con trai của tôi. Con trai tôi mới 5 tuổi, sao có thể giết chết một đứa trẻ 8-9 tuổi, nó cũng tuyệt đối không bao giờ ăn trộm tài liệu tuyệt mật gì đó. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai ở đây. Hai mắt Tô Yên đỏ tươi, bừng bừng sát khí nói, tôi sẽ san bằng nói này thành bình địa. Sát khí trên người của Tô Yên khiến người ra run sợ, Hoàng Nam và Lâu Doanh đều giật cả mình. Rõ ràng Tô Yên chỉ là một nữ tử yếu ớt, không biết xài súng, võ nghệ thì yếu kém, lúc này Lâu Doanh là không nghi ngờ Tô Yên có khả năng san bằng nơi này thành bình địa. Lâu Doanh, hãy bắt người đàn ông đó lại, bảo anh ta đưa đến nơi mà Tiểu Vũ đã nhảy xuống. Nếu hôm nay không tìm thấy Tiểu Vũ, vậy thì hãy dùng mạng của anh ta để tế bái cho con trai chị. Tô Yên tức giận đến toàn thân phát run, chỉ mong sao có thể bắn chết Uông Phi. Nhưng bây giờ, sự an toàn của Hạ Vũ Mặc mới là điều quan trọng nhất, cô nhất định phải tìm được Hạ Vũ Mặc. Uông Phi lùi vào trong đám đông và hét lớn lên, đây chính là muốn giết người bịt miệng, chú Nam Miêu, chú không thể chỉ ngồi nhìn không quan tâm. Im miệng ngay cho bà, Lâu Doanh lôi Uông Phi đi, đi, Tiểu Vũ nhảy xuống sông ở chỗ nào, mau đưa chúng tôi đến đó. Hoàng Nam đứng dậy và nói, cô Tô tuyệt đối không thể là người của ám dạ được, cô ấy là người của Thiên Lang chúng ta, chiếc vòng cổ đeo trên cổ cô ấy cũng từng là vật của cô cả, cũng là tín vật của thủ lĩnh Thiên, thiết nghĩ mọi người cũng không xa lạ đâu nhỉ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cổ của Tô Yên, mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ chính là tín vật của thủ lĩnh Thiên Lang mới có. Tín vật này có thể huy động toàn bộ lực lượng của Thiên Lang, cũng có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào của Thiên Lang, kể cả phòng tài liệu, làm sao có thể lén đi ăn cắp được. Uông Phi cũng nhận ra tín vật đeo trên cổ của Tô Yên, trong lòng liền chột dạ. Thêm vào đó là một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể giết được một đứa trẻ 9 tuổi, điều này quả thật là khó bề tưởng tượng. Vừa rồi chỉ là những lời phiến diện của Uông Phi mà thôi, sau khi được những lời của Tô Yên nhắc nhở, những người khác cũng phản ứng lại. Tô Yên không thể nào để cho Tiểu Vũ đi ăn trộm tài liệu tối mật được, vậy thì chính là Uông Phi đã nói dối rồi. Thím Thúy Linh đột nhiên kéo Uông Phi, mất tự chủ cảm xúc, con trai tôi rốt cuộc đã chết như thế nào? Ai giết nó? Tôi không biết. Hôm nay đến lượt tôi trực. Tôi chỉ nhìn thấy thằng nhóc đó lén lút đi ra khỏi phòng tài liệu. Thằng nhóc đó muốn chạy, vì vậy tôi đã đuổi theo bắn. Uông Dương bắt đầu do dự, tôi quay lại thì phát hiện xác của Băng Băng ở cửa phòng tài liệu, tôi còn tưởng rằng chính thằng bé đó đã giết chết Băng Băng, trong thị trấn này ngoài trừ mẹ con bọn họ ra không hề có người, tất nhiên là tôi phải nghi ngờ bọn họ, làm sao tôi biết cô Tô là thủ lĩnh của Thiên Lang được chứ? Đừng nói nhảm nữa, mau đưa tôi đi nơi Tiểu Vũ xảy ra chuyện đi. Tô Yên nghiêm giọng nói, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cậu trước nhất. Uông Phi đưa mọi người đến chỗ Tiểu Vũ nhảy xuống sông. Ven sông có mấy vết máu,
mặt sông Yên Bình, lau sậy cũng hơi dựng lên. Tiểu Vũ, khi nhìn thấy vết máu Tô Yên suýt nữa là đã ngất đi. Lâu Doanh nói chị đừng lo, em sẽ cử người xuống sông tìm nó trước. Hoàng Nam ra lệnh, ai biết bơi thì toàn bộ nhảy xuống tìm người cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Những lời này không ngừng văng vẳng bên tai Tô Yên, toàn thân cô lạnh như băng, máu huyết như đang chảy ngược lại, hai mắt đờ đẫn nhìn mặt sông, đau đớn tuyệt vọng gào thét Tiểu Vũ. Chương 179, Lục Cận Phong suốt đêm tới Thiên Lang dỗ vợ. Mặt sông quá mức yên ả, đáp lại Tô Yên chỉ có từng đợt gió lạnh lùng thổi qua. Cả người cô thấy lạnh, không ngừng run rẩy. Cô thậm chí không dám nhìn tới vết máu ở trên đất. Có tìm được không? Hoàng Nam đang hỏi. Mấy người xuống sống không có ai tìm được. Có người nói, chú Nam Miêu, kỹ thuật bắn của Uông Phi không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng mà vẫn dư sức để đối phó với một đứa bé chứ đừng nói là rơi xuống sông, nhất định là không qua nổi đâu. Nói bậy, Tô Yên nghe thế lại lớn tiếng gào lên, con trai của tôi sẽ không sao cả. Tất cả mọi người đều tiếp tục tìm cho tôi. Trong tay Tô Yên có tín vật, như vậy chính là lãnh đạo của bọn họ, có ai dám cãi lời chứ? Mấy chục người lặn xuống sông tìm, thời gian dần trôi, Uông Phi cũng hoảng loạn rồi. Nếu người đã chết, vậy ông ta nhất định cũng phải chết theo. Uông Phi liếc mắt nhìn Tô Yên, tất cả mọi người hầu như đều dồn sự chú ý vào mặt sông. Ông ta bên đây giấy lên ý đồ xấu, lặng lẽ di chuyển người ra phía sau. Có ý định đào tẩu. Uông Phi đã di chuyển ra sau khỏi đám người ở đây, thím Thúy Linh phát hiện bèn hô một tiếng, Uông Phi muốn bỏ chạy. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, Uông Phi hoảng hốt lên giương súng bắn chết thím Thủy Linh. Tất cả mọi người đều kịp thời phản ứng lại, Lâu Doanh đứng bên dưới lòng sông thoáng nhìn thấy Uông Phi muốn chạy trốn bèn nhanh chóng lên đại, nhắm súng vào ngay chân của Uông Phi mà bắn một phát, viên đạn trúng ngay vào chân của Uông Phi. Kỹ thuật tuyệt đỉnh. Nhân lúc Uông Phi bị thương, những người khác nhanh chóng tóm người kia lại. Mà lúc này, trên mặt sông cũng bỗng có một đợt động tĩnh, giống như có một thứ gì đó to xác đang từ trong nước trồi lên. Mọi người sợ hãi vội vàng bơi lên bờ, có người muốn nổ súng nhưng lập tức bị Tô Yên hô lên một tiếng cản lại, không được phép nổ súng. Tô Yên nhìn chằm chằm vào mặt nước, những người khác cũng nín thở quan sát theo. Trên mặt sông trồi lên một cơn sóng nước vỗ thẳng về phía của Tô Yên. Bỗng nhiên một cái đầu đầy sông nhô ra, một con trồn nâu từ trong nước nhô đầu lên, rung đùi đắc ý chi chít gọi về phía Tô Yên, dường như là đang nói chuyện. Vô cùng có linh tính. Có người nói, không ngờ trong sông này lại có trồn nâu. Tô Yên hơi sửng sốt nhìn chằm chằm vào con trồn nâu gật đầu với Tô Yên giống như đang ám chỉ gì đó, sau đó quay lại nhảy vào trong nước, bơi ra ngoài. Lâu Doanh, nhanh lên, đuổi theo nó. Tô Yên bơi rất cừ. Nhưng mà bây giờ cô đang có thai, cộng thêm không có quen thuộc vùng nước này nên chỉ có thể bảo Lâu Doanh bơi theo sau con trồn đó. Dạ, Lâu Doanh bơi theo sau con trồn nâu về phía thật sâu ở bụi cỏ lau. Tất cả mọi người đi lên bờ chờ đợi, nhìn chăm chú về hướng của Lâu Doanh và con trồn nâu. Qua tầm nửa tiếng sau, Lâu Doanh quay trở lại, cõng trên lưng là Hạ Vũ Mặc. Tiểu Vũ, Tô Yên gần như là mừng đến phát khóc. Mẹ! Hạ Vũ Mặc yếu ớt nằm nhoài ở trên lưng của Lâu Doanh mà gọi Tô Yên. Lâu Doanh vừa lên tới bờ, Tô Yên đã vội vàng cởi áo của mình khoác cho Hạ Vũ Mặc, lo lắng hỏi có bị thương ở đâu không. Tô Yên kiểm tra một chút, phát hiện trên người Hạ Vũ Mặc có vết máu, nhưng mà cậu lại không có bị thương. Mẹ, đừng lo lắng, con không sao cả, máu này là của người khác. Hạ Vũ Mặc vì trốn khỏi sự truy kích của Uông Phi nên mới nhảy xuống sông. Vì bơi rất lâu nên cả người đều không còn chút sức lực nào, nhưng dù là thế vẫn rất hiểu chuyện mà mỉm cười an ủi Tô Yên. Hoàng Nam luồn lách qua đám người tới nói, Tiểu Vũ, nói cho ông nội Nam Miêu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, băng băng là do ai giết. Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Uông Phi bị bắt ở đó bèn chỉ tay về phía người kia, là ông ta. Ông nội Nam Miêu, là con tận mắt nhìn thấy ông ta từ trong phòng đó đi ra ngoài. Đúng rồi, chú ở bên trong cũng bị giết. Nghe thế, Hoàng Nam nghiêm mặt lại nói, lập tức đi tới phòng tài liệu xem thử. Tôi mang Tiểu Vũ về trước, Tô Yên lại nhìn qua Uông Phi, nói, muốn giết con trai của tôi, chết. Đây chính là thái độ của Tô Yên, cũng là mệnh lệnh. Sắc mặt của Uông Phi trắng bệnh, vội vàng cầu xin, cô Tô, tôi sai rồi, tôi cho rằng đứa bé đó là gian tế, tôi không có giết người, tôi không phải cố ý.
Uông Phi nói đến lắp bắp không rõ ràng. Hoàng Nam dặn dò, đưa về, tôi sẽ lập tức tới thẩm vấn. Uông Phi xác định là không sống nổi rồi, thím Thúy Linh lại chính bị Uông Phi giết chết ở trước mặt tất cả mọi người. Trước khi mang người này xử tội, còn phải thẩm vấn một vài thứ. Tô Yên giao quyền xử lý Uông Phi lại cho Hoàng Nam. Những cái khác không còn quan trọng nữa. Hạ Vũ mệt bở hơi tai, cả người không có chút sức lực, cô nhất định phải bảo vệ an toàn cho cậu nhóc. Tô Yên và đám người Lâu Doanh đưa Hạ Vũ mặc về trước, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, đút cho cậu một chén trà gừng giữ ấm. Hạ Vũ mặc nghỉ ngơi một lúc đã khôi phục được sức lực, Tô Yên mới biết được đầu đuôi mọi chuyện đêm nay. Hạ Vũ mặc từ chỗ Hoàng Nam trở về, nhìn thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của Uông Phi vào trong phòng hồ sơ. Cũng vì nhớ lời Tô Yên nói lúc sáng là bắt trộm thì phải có chứng cứ, Hạ Vũ mặc mới chạy theo, cố gắng xem có phát hiện được gì không. Đứa trẻ tên là Băng Băng kia nửa đêm chạy ra ngoài đi tiểu, cũng nhìn thấy Uông Phi nên cũng tò mò đi theo. Hạ Vũ mặc theo sau Uông Phi vào trong phòng hồ sơ, nhìn thấy Uông Phi giết người phụ trách trông coi hồ sơ, trong cơn kinh hãi nên cậu đã chạy ra ngoài. Uông Phi đuổi theo ra ngoài gặp phải Băng Băng, sau đó là giết đứa nhỏ rồi lại đuổi theo Hạ Vũ mặc. Hạ Vũ mặc lanh trí nhảy xuống sông, nương theo bụi cỏ lao yểm hộ mà thoát được một kiếp. Hạ Vũ mặc bơi đến khi không còn sức nữa mới dừng ở một chỗ đầm lầy nghỉ ngơi, chờ người tới cứu. Trồn nâu là động vật có linh tính vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Vũ mặc, dắt người tới cứu viện. Hạ Vũ mặc từ xa nhìn thấy ánh đèn, nhưng vì không còn sức bơi về nữa, trồn nâu khi đó lao vào trong nước, dắt Lâu Doanh tới tìm gặp Hạ Vũ mặc. Tô Yên nghe mà kinh hồn bạt vía, trong lòng vẫn đang sợ hãi không thôi. Sau đó, trải qua thẩm vấn, Hoàng Nam xác nhận Uông Phi chính là gian tế, phản bội Thiên Lang, quy hàng địa sát. Những ân oán đó Tô Yên đều mặc kệ, nhưng mạng của Uông Phi, cô nhất định phải có được. Uông Phi cũng không có sống quá đêm đó, không sống qua được màn thẩm vấn của Hoàng Nam. Tô Yên từ chỗ của Lâu Doanh biết được tổ chức Thiên Lang hiện tại đang nội bộ lục đục, bây giờ ở phân bộ xuất hiện gian tế, vậy ở tổng bộ nhất định cũng sẽ có. Qua nửa đêm, Tô Yên nhìn dáng vẻ say ngủ của Hạ Vũ mặc, trong lòng lúc này mới cảm thấy an tâm hoàn toàn. Điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Lục Cận Phong gửi tới. Yên Yên, đã ngủ chưa? Chỉ mấy chữ đơn giản mà ấm áp, chợt làm Tô Yên cảm thấy rất chân thực. Cô trực tiếp gọi điện cho anh, Lục Cận Phong đã nhanh chóng nghe máy, Yên Yên, trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo kẻo bị cảm. Tô Yên ngẩn ra, Lục Cận Phong, mấy lời này hình như không giống điệu bộ mà anh hay nói, là ai dạy anh? Quen biết Lục Cận Phong lâu như vậy, Tô Yên biết rõ anh là một người kỹ tính, sát phạt rõ ràng. Nhưng mà kiểu dịu dàng mềm mỏng như này thì từ trước giờ chưa từng nói. Yên Yên nhà anh thật thông minh. Lục Cận Phong nghe thấy giọng của Tô Yên lại cảm thấy nhớ người kia vô cùng, Nhã Đan nói con người của anh vô tâm, phải quan tâm em nhiều hơn một chút. Em định khi nào thì về? Cô Tần thật sự rất chu đáo. Tô Yên quái gở nói, Lục Cận Phong, không có em ở đó, anh có cảm thấy vô cùng trống vắng hay không? Lục Cận Phong mỉm cười, rất trống vắng, vô cùng tẻ nhạt. Nếu có người giúp anh làm ấm chăn thì tốt quá rồi. Lục Cận Phong. Tô Yên chậm rãi nói rõ từng chữ, vậy anh đi tìm người phụ nữ khác làm ấm chăn đi. Không hiểu sao lại bỗng dưng tức giận, Lục Cận Phong có chút mơ hồ, anh còn chưa kịp nói gì thì người kia cũng đã cúp máy. Anh lập tức gọi lại, nhưng bị ngắt máy ngang. Từ trước đến nay, Tô Yên chưa từng cố tình gây sự như vậy. Lục Cận Phong cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cong môi nở nụ cười. Bà xã nhà anh cuối cùng cũng ghen rồi. Hạ Vũ, chuẩn bị máy bay trực thăng. Lục Cận Phong cúp máy xong, lập tức dặn dò. Đại ca, có phải là có nhiệm vụ cấp bách gì không? Giờ này đã là rạng sáng rồi, nếu như không phải nhiệm vụ khẩn cấp thì Lục Cận Phong trước giờ sẽ không điều động đến máy bay trực thăng. Lục Cận Phong nhớ tới câu nói vô cùng trống vắng đó của Tô Yên, khóe miệng lại mỉm cười nói, đêm nay hơi lạnh, tới phân bộ Thiên Lang sưởi ấm đi. Bà xã của anh ghen rồi, anh làm sao có thể thờ ơ không có hành động gì chứ? Để người phụ nữ của mình phải ôm cục tức mà trải qua một đêm, tuyệt đối không phải việc mà đàn ông nên làm. Hạ Vũ mờ mịt, đại ca, ám giả của chúng ta có lò sưởi mà. Hạ Huy đứng một bên lườm người kia, đúng là ngu ngốc, ý của đại ca là muốn tìm cô Tô. Có điểm này thôi cũng không hiểu, đúng thật là cậu độc thân. Hạ Vũ oán hận, chắc cậu không phải là cậu độc thân nhỉ. Cậu mới là cậu.
cậu mới là cậu đó. Chương 180, giải quyết tại chỗ. Tâm trạng Tô Yên đang rất buồn bực, cô có cảm giác bản thân mình nhất định là bị mắc chứng nhạy cảm khi mang thai. Nghĩ tới đây, cô thầm thở phào một hơi, từ từ điều tiết lại tâm tình của mình. Trong lòng cô biết Lục Cận Phong sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng mà vừa nghĩ tới Tần Nhã Đan đang ở biệt thự Nam Sơn, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Tô Yên nhíu mày, bình thường cô cũng không phải loại hoạnh hoẹ, ghen ăn tức ở gì với người khác, sờ vào cái bụng phẳng phiu của mình, Tô Yên lại cảm thấy nhất định là bé con đang ghen, hoàn toàn không có liên quan gì tới cô. Đúng vậy, chính là như thế. Tô Yên nghĩ vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô lên giường nằm ngủ. Mãi cho đến qua nửa đêm lúc đang mơ màng, Tô Yên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô đến cả mắt cũng không mở nổi, dùng xúc giác mò mẫm điện thoại di động, sau đó nhấn nút tắt. Chẳng yên được bao lâu, điện thoại lại vang thêm lần nữa. Có đủ rồi chưa vậy? Tô Yên bò dậy nhận điện thoại, tính gắt ngủ lại bộc phát mạnh mẽ, không có nhìn xem ai gọi tới đã trực tiếp nổi giận đùng đùng, bị điên rồi hả, nửa đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ hay không? Mắng xong. Đầu dây bên kia không hề lên tiếng, nói đúng hơn là không dám lên tiếng. Tô Yên mắng thầm, thứ điên khùng, vừa chuẩn bị ngã xuống giường ngủ tiếp thì giọng nói của Lục Cận Phong lại vang lên. Yên Yên, em xuống lầu rồi ra ngoài chút đi. Anh đang ở dưới lầu, có mang đồ ăn ngon cho em. Giọng nói kia nghe rất rõ ràng, cẩn thận từng chút một. Lục Cận Phong, Tô Yên tưởng mình nghe nhầm. Từ Đế Đô tới đây, đi máy bay cũng phải ngồi 2 tiếng. Làm sao Lục Cận Phong lại có thể đang ở dưới lầu được chứ? Lòng này sinh tò mò, Tô Yên vẫn là chạy tới ban công nhìn thử. Ở phía dưới đối diện là một mảng đen ngòm, không nhìn thấy gì cả, cũng không có ai đứng ở dưới. Gió đêm thổi lạnh, Tô Yên chỉ mặc có một bộ quần áo ngủ, bị lạnh đến run cầm cập. Cô tức giận, Lục Cận Phong, anh giỡn mặt với em đó à? Đêm đã khuya, trời lạnh như vậy, cô vẫn thật sự là chạy ra ngoài nhìn. Lục Cận Phong nói, em nhìn qua phía trước xem. Tô Yên nhấc mắt nhìn lên, thật đúng là nhìn thấy phía trước mặt mình có tia sáng, còn đang chuyển động, hẳn là tia sáng của điện thoại di động. Thật sự là tới rồi. Mấy ngàn cây số, hơn nửa đêm, Lục Cận Phong chạy tới đây làm gì vậy? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Lục Cận Phong, Yên Yên, anh không tiện đi qua, chỉ có thể bảo em xuống lầu thôi. Anh ở bên ngoài chờ em. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh ở dưới lầu. Chỗ này là phân bộ của Thiên Lang, đêm nay vừa mới xảy ra chuyện xuất hiện gian tế, nếu như Lục Cận Phong xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra họa lớn. Tô Yên nhanh chóng quay trở vào phòng mặc thêm áo khoác, dè dặt từng chút một mà đi xuống tầng. Lâu Doanh ngủ ít, tính cảnh giác lại rất cao, chỉ chút động tĩnh cũng đã khiến cô bật dậy. Lâu Doanh từ trong phòng ra ngoài, nhìn thấy Tô Yên rón rén muốn ra ngoài bèn hỏi, chị, hơn nửa đêm rồi chị ra ngoài làm gì vậy? Hả? Tô Yên dừng bước, cười ha hả nói, chị không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút. Lâu Doanh liếc nhìn thời gian, 3 giờ sáng rồi, chị ra ngoài dạo một chút. Đúng vậy, có thể là nhóc con trong bụng không muốn ngủ, trong phòng lại cảm thấy tù túng buồn bực, có hơi một ngạt thở không nổi nên muốn ra ngoài một chút, không khí bên ngoài mát mẻ. Tô Yên không tiện nói thật. Vậy em đi cùng với chị, Lâu Doanh nói xong lập tức đi thay giày. Tô Yên vội vàng nói, không cần đâu. Lâu Doanh nhìn cô chị lạ lắm. Anh ấy tới rồi, Tô Yên cũng không giấu nữa, Lâu Doanh rất thông minh, cô cũng không gạt được người này nên chỉ đành nói thật. Chồng tương lai đó ư, Lâu Doanh kinh ngạc nói, đệt, vượt ngàn dặm đường chạy tới đuổi theo vợ à, hơn nửa đêm mà từ Đế Đô tới đây. Ai biết anh ấy ăn chúng gì nữa, chị qua đó xem thử. Tô Yên ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Có một người đàn ông ngàn dặm xa xôi vì mình mà tới, còn là vào nửa đêm, nếu nói là không cảm động thì khẳng định là đang nói dối rồi. Lâu Doanh cười gian manh, có ý nhắc nhở chị, trong bụng chị còn có em bé đó, kiềm chế lại chút đi. Nghe thế, mặt Tô Yên lập tức đỏ ửng. Lâu Doanh quay trở lại phòng ngủ, Tô Yên đóng cửa đi ra ngoài. Tô Yên băng qua con đường nhỏ dẫn ra cửa, lúc này mới nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa. Xe không có bật đèn. Tô Yên phải dựa vào ánh trăng mới miễn cưỡng thấy được Lục Cận Phong đang đứng dựa lên mui xe. Nhìn thấy cô tới, ánh mắt của anh lập tức trở nên dịu dàng, Yên Yên. Tô Yên liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen, hỏi, anh lái xe tới à? Máy bay trực thăng đáp ở bên ngoài,
anh sợ sẽ khiến người khác chú ý nên lái xe băng qua con đường nhỏ tới. Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, sao tay lại lạnh băng thế này? Đêm khuya rồi, nhiệt độ lại thấp như vậy, anh nói thử xem. Tô Yên lườm Lục Cận Phong, anh vui buồn thất thường, tự dưng lại chạy xa tít cả một quãng đường như này làm gì? Dám nói chuyện như thế với Lục Cận Phong, trên đời này chỉ có một mình Tô Yên. Lục Cận Phong cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô, lại chườm bàn tay cô vào bàn tay của mình. Nếu anh không tới, người nào đó sẽ ghen chết mất. Còn giận nữa không? Tô Yên kinh hãi, Lục Cận Phong là vì cô tức giận nên mới từ ngàn dặm xa xôi mà tới đây để dỗ dành cô ư. Lục Cận Phong cầm lấy tay của Tô Yên, ánh mắt cũng chăm chú nhìn cô, nói Yên Yên, đừng giận nữa, không có gì quan trọng hơn em cả. Nếu em không thích, anh dọn tới nhà cũ ở, như vậy em sẽ có thể yên tâm. Bởi vì nợ ân tình nên Lục Cận Phong không thể đuổi Tần Nhã Đan đi được, thế thì anh có thể dọn tới nhà cũ, giữ khoảng cách. Tô Yên nhìn anh, nói lời ngon ngọt với giọng điệu uất ức như này thì có ai mà đỡ nổi chứ? Có ai ghen đâu, Tô Yên không có năng lực phản bác, áo khoác mặc trên người đều là mùi của Lục Cận Phong, như này khiến cô có một cảm giác như được anh ôm trọn vào lòng vậy. Lòng bàn tay còn truyền nhiệt độ ấm áp thẳng vào trong lòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một người đàn ông như thế che chở cho mình, có ai mà đành lòng giận được chứ? Chuyện mà thế. Một người phụ nữ thì cần gì ở một người đàn ông? Không phải là hy vọng sẽ có người đặt mình vào trong tim họ, yêu thương chiều chuộng mình hay sao? Lục Cận Phong có thể bao dung lấy tính hờn dỗi của cô, để tâm tới cảm xúc của cô, thậm chí còn vượt ngàn dặm xa xôi mà dỗ dành cô. Nếu như cô lại cứ ương bướng giận dỗi, vậy thì đúng thật là không hiểu chuyện rồi. Làm phụ nữ, không thể quá ra vẻ ít thôi thì tình cảm còn thăng hoa, làm lố quá sẽ dọa người ta chạy mất. Lục Cận Phong cười cười, lên xe đi, anh có mang chút thức ăn cho em. Vừa nghe có đồ ăn, hai mắt Tô Yên sáng rực, em vẫn còn đói bụng, nhanh cho em xem anh mang gì ngon tới nào. Lục Cận Phong chuẩn bị cho Tô Yên rất nhiều món ăn, Tô Yên nhìn mà đến thèm rõ rãi, vịt tám kho, canh bí thịt bò, cá hấp đa bảo. Tất cả đều nóng hổi, mùi thơm nức mũi, vô cùng quyến rũ vị giác. Lục Cận Phong, anh thật sự tốt, quả thật đúng là con giun trong bụng em nha. Biết rõ là em thích gì. Tặng trang sức, còn không bằng dắt đi lấp đầy bụng. Đây chính là mấy món ăn vượt cả ngàn dặm để mang tới, lại vẫn còn nóng hổi thơm phức. Tô Yên liếm khóe môi, trực tiếp động đũa. Cô hiện tại là một mình ăn cho hai người, dĩ nhiên rất nhanh đói. Ăn từ từ thôi, Lục Cận Phong đầy cương chiều nói, lại múc canh và tách thịt ra cho Tô Yên. Tô Yên miệng ăn ngồm ngoàm, nhìn thôi cũng khiến người ta vô cùng thèm thuồng. Đồ ăn ở chỗ Thiên Lang không được ngon à? Lục Cận Phong nhìn thấy dáng vẻ ham ăn đó của Tô Yên cũng có chút dở khóc dở cười. Cũng bình thường, nhưng mà không thể nào sánh được với mấy món này của anh. Những thứ này đều là món ăn của nhà hàng 5 sao tiêu chuẩn, dĩ nhiên là không thể nào sánh được. Tô Yên ăn no lại uống hết nửa chén canh. Lục Cận Phong không hề rời mắt, vẫn luôn dán chặt vào Tô Yên. Nhìn cô ăn chính là một sự hưởng thụ, không giống với những cô chiêu giàu có. Lúc ăn cũng phải làm ra vẻ thanh tao nhã nhặn, chỉ sợ ăn nhiều chút sẽ phát tướng. Lục Cận Phong cười hỏi, ăn no chưa? No rồi, Tô Yên hài lòng dựa vào ghế dựa. Lục Cận Phong dọn dẹp thức ăn còn thừa, sau đó cũng quay lại vào trong xe. Tô Yên dựa người vào lưng ghế nhắm mắt định thần, bên trong xe có lò sưởi rất nóng nực, áo khoác trên người cùng thắt lưng đồ ngủ bên trong cũng đã được cởi ra. Bờ vai trắng nõn mềm mại của cô cũng lộ ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến miệng lưỡi người khác khô khốc. Lục Cận Phong lên xe, cửa xe vừa đóng đã luồng tay qua eo của Tô Yên, giọng nói mang tính đầu độc lẩm bẩm bên tai cô, Yên Yên, ăn no rồi cần vận động một chút, tốt cho tiêu hóa. Tô Yên mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của Lục Cận Phong áp gần trong gang tấc. Em cũng muốn vận động một chút, đáng tiếc là có người không cho phép nha. Tô Yên duỗi tay ôm lấy cổ của Lục Cận Phong. Cố ý hôn lên môi của anh, bàn tay cũng nghịch ngợm mà mơn trớn khắp nơi châm lửa. Ai, Lục Cận Phong thất thường, yết hầu khẽ đảo một vòng, bỗng lại gấp gáp giống một tên nhóc 18 nghịch ngợm nào đó, cho dù ông trời có sập xuống thì ông đây cũng phải ăn xong mới nói. Lục Cận Phong, đợi đã, Tô Yên dở khóc dở cười cản lại. 160. 2340. Chương 181, Lục Cận Phong biết Tô Yên có thai rồi. Vượt đường xá xa xôi tới đây,
Lục Cạn Phong còn không phải là tới để sưởi ấm sao? Nhưng mà Tô Yên nói câu tiếp theo khiến Lục Cận Phong đến cả nước canh cũng không húp được chứ huống chi là ăn thịt. Tô Yên dùng hai tay chặn ở trước ngực của Lục Cận Phong, Lục Cận Phong, anh mà còn làm bừa, con gái của anh lại giày vò em đó. Ai dám giày vò em, anh sẽ thay em dạy dỗ. Lục Cận Phong trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến khi anh nhận ra được thì biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đặc sắc. Yên Yên, em vừa mới nói gì cơ? Con gái ở đâu ra? Hai, là ở đây. Tô Yên kéo tay của Lục Cận Phong đặt lên trên bụng mình, chớp mắt cười nói, còn dám làm bậy không? Lục Cận Phong ngây ngốc, tay đặt trên bụng của Tô Yên cũng cứng ngắc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại bị sự vui sướng nhấn chìm. Có thai rồi. Lục Cận Phong kích động đến nói lắp. Tô Yên gật đầu, em kiểm tra mấy lần rồi, thật sự là mang thai. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Yên, vui mừng không biết kể sao cho hết, chỉ có thể mỉm cười đến rạng rỡ, từng thớ thịt trên cơ thể như cũng giãn nở ra, chúng ta có em bé rồi. Lục Cận Phong anh có con gái rồi. Lục Cận Phong chạm nhẹ hai tay mình lên bụng của Tô Yên, không dám dùng một chút sức, chỉ sợ lỡ tay làm tổn thương bé cưng. Tô Yên nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận từng chút một đó của Lục Cận Phong lại nhịn cười không được, em là đang mang thai chứ không phải mang bom, coi anh kìa. Phải ha, vậy anh sờ thử. Lục Cận Phong ngồi xổm xuống bên chân Tô Yên, nhìn vào bụng của cô. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, dữ dằn như anh nay ở trước mặt Tô Yên lại lộ ra một chút ngốc nghếch. Lục Cận Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Tô Yên, rõ ràng còn chưa sờ tới gì cả nhưng anh lại vô cùng vui vẻ, đáy lòng trào dâng một cỗ mềm mại. Lục Cận Phong, Tô Yên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vừa nghĩ tới trong bụng có đứa nhóc của Lục Cận Phong, trong lòng cô cũng ngập tràn hạnh phúc và mong chờ. Tô Yên nâng mặt của Lục Cận Phong lên, cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán của anh, em yêu anh. Ba chữ này không phải là lần đầu tiên Tô Yên nói, cũng không phải lần đầu tiên Lục Cận Phong được nghe, nhưng mà là lần đầu tiên Tô Yên thật tình và nghiêm túc nói. Lục Cận Phong ngồi xổm xuống bên chân của Tô Yên. Nằm lấy tay cô đặt lên môi hôn một cái, Yên Yên, vất vả rồi. Lục Cận Phong đứng lên ngồi xuống bên cạnh Tô Yên, ôm cô vào trong ngực, sau này em với đứa nhỏ chính là cả thế giới của anh. Nghe lời nói ngọt ngào như thế khiến Tô Yên có chút bận tâm, Lục Cận Phong, Hạ Phi với Tiểu Vũ, em không yêu cầu anh có thể đối xử với tụi nó công bằng ngang nhóc con, nhưng bọn nó cũng là con của em hy vọng anh. Bọn nó cũng là con của Lục Cận Phong anh bảo đảm với em nhất định sẽ không đối đãi bất công với đứa nào hết, đều sẽ công bằng với bọn nó. Lục Cận Phong nắm tay của Tô Yên, nói, nếu như em vẫn còn lo lắng, đợi đến khi trở về anh lập tức chuyển 2/3 tài sản đứng tên của Hạ Phi với Tiểu Vũ, còn 1/3 còn lại sẽ dành cho con gái của chúng ta. Không cần, Tô Yên cũng không cần tài sản gì đó của Lục Cận Phong, cái cô cần nhất chính là thái độ của Lục Cận Phong mà thôi. Em tin anh. Lục Cận Phong vuốt ve bụng của Tô Yên, bỗng ai oán một tiếng, hai, bây giờ không thể ăn thịt được rồi. Vừa nghĩ tới chuyện mấy tháng kế tiếp sẽ không thể ăn thịt được, Lục Cận Phong vô cùng phiền muộn. Tô Yên dở khóc dở cười, đàng hoàng chút đi. Yên Yên, chúng ta sinh một đứa được rồi. Lục Cận Phong nói, anh nghe nói sinh con rất nguy hiểm, nếu không phải em có thai thì thật sự cả đời này anh cũng không muốn có con, dù sao thì có Hạ Phi với Hạ Vũ Mặc cũng được rồi. Tô Yên hừ một tiếng, đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì. Lục Cận Phong, em cảnh cáo anh đó nha, nếu như đến cả sự kiềm chế cần có mà anh cũng không làm được để rồi đi cắm sừng em, bà đây sẽ cạo chọc đầu của anh, sau đó sẽ đạp chết anh. Lúc mang thai đến lúc sinh, Lục Cận Phong chít ít cũng phải làm một hòa thượng hẳn một năm. Hiện tại anh ở tuổi này chính là tuổi sức sống căng tràn, dục vọng mãnh liệt nhất, Tô Yên không thể nào không cảnh báo trước. Lục Cận Phong nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Tô Yên cũng dở khóc dở cười, cô gái ngốc, từ hôm nay trở đi, thời gian của anh đều dành hết cho em. Yên Yên, nằm trong ngực anh ngủ một giấc trước đi. Hả, Tô Yên kịp thời phản ứng, anh không định trở về à? Em dắt theo con gái của anh chạy nhảy khắp nơi, vậy anh cũng chỉ có thể chạy khắp nơi theo em thôi. Lục Cận Phong nói, cũng trùng hợp anh vẫn chưa có tới Tổng bộ Thiên Lang, bọn anh bây giờ cũng chưa có tìm ra vị trí của Tổng bộ Thiên Lang. Đi một vòng cũng không sao. Tô Yên khẽ nhếch miệng, anh đừng có gây sự cho em. Ám dạ và Thiên Lang không thuận, Lục Cận Phong là người của ám dạ, một mình đi tới Tổng bộ Thiên Lang nếu để bị phát hiện, chuyện sẽ còn tệ tới mức nào chứ? Anh nghe nói nội bộ Thiên Lang lục đục, anh không yên tâm để em đi một mình.
Lục Cận Phong nói, yên tâm, thân phận của anh bây giờ là chồng sắp cưới của em, sẽ không có ai phát hiện đâu. Lục Cận Phong hiện tại là đang dùng thân phận người nắm quyền tập đoàn Lục Thị mà tới Thiên Lang. Anh vẫn luôn ngầm điều khiển ám dạ, cũng không có mấy ai gặp qua mặt thật của anh, cũng vẫn được coi là an toàn. Tô Yên cũng có suy nghĩ riêng của mình, tiếc nuối phải để Lục Cận Phong đi về. Dù sao Tần Nhã Đan vẫn còn ở đế đô, cũng sẽ bám theo Lục Cận Phong. Tô Yên vặn vẹo người nằm trong ngực của anh, bắt đầu thấy mệt, Tần Nhã Đan bên đó, anh nói như nào đấy. Ngoại trừ em ra, anh có làm gì cũng không cần nói rõ với bất cứ ai cả. Lục Cận Phong lần nữa bày ra mưu cầu được sống của bản thân mình. Tô Yên mỉm cười, hài lòng ôm lấy Lục Cận Phong mà ngủ. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rực trên mặt đất, Tô Yên vẫn còn đang trong giấc mộng. Lục Cận Phong không có đánh thức cô dậy, cứ như thế mà lặng lặng nhìn cô. Bởi vì Tô Yên mà cả trái tim của anh đều được lấp đầy, lúc nào cũng muốn cho cô mọi thứ tốt nhất. Hiện tại, anh vẫn còn nợ cô một đám cưới. Nhìn dáng vẻ Tô Yên ngủ say, trong lòng Lục Cận Phong hơi kích động, cúi người hôn một cái lên môi của cô. Lúc bản thân thích một ai đó, tại sao cứ thấy thân mật như thế nào cũng đều không đủ. Tô Yên tỉnh dậy mở mắt ra, chậm rãi xoay người, mỉm cười với Lục Cận Phong mà nói, chào buổi sáng anh yêu. Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy người yêu của mình là một chuyện rất đỗi hạnh phúc. Lục Cận Phong cười cười, bọn em tính khi nào thì rời khỏi đây. Cái này còn phải hỏi Lâu Doanh đã. Tô Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện, nguy rồi, mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi. Mau đi về thôi, Tiểu Vũ có lẽ đã dậy rồi. Tô Yên chỉnh trang lại quần áo. Cả hai cùng nhau đi về, lúc tới đã thấy đám người Lâu Doanh đang ăn sáng. Cũng là vì đợi Tô Yên về lâu quá, cho nên giờ này mới bắt đầu ăn sáng. Mẹ, chú Lục. Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Lục Cận Phong lại rất vui vẻ, sau khi thằng bé tỉnh lại cũng được nghe Lâu Doanh kể Tô Yên là đi gặp Lục Cận Phong. Lâu Doanh thấy Tô Yên dắt Lục Cận Phong về cũng không thấy ngạc nhiên, huýt sáo gọi, chào anh rể tương lai. Lâu Doanh vừa nói lại vừa quan sát Lục Cận Phong, trước đó chỉ là nhìn người này qua ống nhòm nên không nhìn quá rõ được mặt mũi của anh. Giá trị nhan sắc không cần phải bàn nữa, nhất định là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng gặp qua, không ai sánh bằng. Lục Cận Phong cũng đưa mắt đánh giá Lâu Doanh và Bạch Phi Minh bên cạnh, cười nói cảm ơn trước đó đã hạ thủ lưu tình. Lâu Doanh cũng cười, nếu như không bị ám sát trên dưới 80 lần, vậy cũng sẽ không có khả năng nhạy bén đến thế. Anh rể, năng lực này khiến người ta rất đỗi căm phẫn đó, khiến người khác bằng lòng trả 1 triệu để lấy mạng của anh. Hay là anh rể cho tôi thêm chút tiền đi, tôi sẽ giúp anh đi xử lý chủ cũ của mình. Lục Cận Phong khẽ cong môi. Giọng nói rất bất đắc dĩ, tiền trong nhà đều là Yên Yên quản lý. Keo kiệt, Lâu Doanh coi như đã biết rõ cái gì gọi là không phải người nhà thì sẽ không vào cùng một cửa rồi. Muốn lấy một các bạc từ Tô Yên là chuyện không thể nào, Lục Cận Phong này, sau này cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tô Yên đang muốn lên tiếng thì điện thoại bỗng vang lên, là Tô Đình Nghiêm gọi tới. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong một cái, sau đó bắt máy, cha, có chuyện gì vậy? Lần trước lúc uống rượu xong, Tô Yên cũng đã buông bỏ những oán hận của mình với Tô Đình Nghiêm rồi, lúc này mới gọi lại một tiếng cha. Tiểu Yên, mau tới cứu cha với, có người muốn giết cha, á. Tô Đình Nghiêm hét thảm lên một tiếng, sau đó thì không còn nghe tiếng nữa, mà là giọng của một người phụ nữ truyền tới, Tô Yên, tao chỉ cho mày nửa ngày thôi, nếu như không đến thì sẽ gửi xác của cha mày cho mày. Alo, rốt cuộc bà là ai vậy, alo. Tô Yên không nghe được là giọng của ai, điện thoại sau đó lại bị tắt ngang. Chương 182, Lục Cận Phong sử dụng thuật thôi miên với Tần Nhã Đan. Tô Yên không thể bỏ mặc Tô Đình Nghiêm mà không lo. Đó dù sao cũng là cha ruột của cô. Giọng nói của cô gái kia trong điện thoại rõ ràng đã dùng máy xử lý qua. Tô Vân và Tần Phương Linh đều bị tiễn đi rồi, còn có ai cay mắt cô nữa chứ? Ngoại trừ Tần Nhã Đan. Cô thật sự không nghĩ ra được người nào khác. Lục Cận Phong thấy sắc mặt của Tô Yên không đúng mới hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Có người muốn hại cha em. Tô Yên nghiêm nghị nói, Lục Cận Phong, em nhắc nhở trước với anh đã, nếu như người hại cha em là Tần Nhã Đan, cha em có gặp bất trắc gì thì mặc kệ giữa cô ta với anh có tình cảm như thế nào, em nhất định sẽ không mềm lòng bỏ qua đâu. Lục Cận Phong vừa mới tới tìm cô, ngay lập tức Tô Đình Nghiêm lại xảy ra chuyện khiến cô không thể không về đế đô. Nếu cô về thì Lục Cận Phong cũng phải trở về.
có dùng đầu gối suy nghĩ, Tô Yên cũng biết là ai làm. Nguyên tắc sống của Tô Yên chính là bạn không đụng tôi thì tôi không đụng bạn, nếu bạn đụng tôi thì trước tiên nhịn bạn một bước, nếu còn tái phạm thì sẽ nhổ cỏ tận gốc. Yên Yên, để anh gọi cho Vạn Nhất hỏi thử xem đã. Lục Cận Phong cau mày, ý thức được chuyện này mang tính nghiêm trọng. Lục Cận Phong ra ngoài gọi điện thoại, Tô Yên thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về đế đô. Lâu Doanh lúc này cũng nhận được một cú điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị nói chị, lần này em chỉ e là không thể đi cùng chị rồi. Cậu xảy ra chuyện, nhưng mà em với Phi Mạnh phải quay trở về tổng bộ. Tô Yên cũng muốn tới tổng bộ, nhưng mà cô biết mình không thể phân thân được, Lâu Doanh, có chuyện gì thì gọi cho chị. Được rồi. Đều là kiểu hành sự, Lâu Doanh chào hỏi một tiếng với Hoàng Nam, sau đó cùng với Bạch Phi Minh rời đi trước. Lục Cận Phong bên này cũng đã gọi điện thoại xong, nói, Vạn Nhất nói Nhã Đan vẫn luôn ở biệt thự Nam Sơn, không có đi ra ngoài. Anh đã bảo người tới nhà họ Tô điều tra rồi, chẳng bao lâu sẽ có phản hồi. Tô Yên nắm tay Hạ Vũ Mặc đi. Cách nhanh nhất để quay lại đế đô chính là đi bằng máy bay. May mà trực thăng chuyên dụng của Lục Cận Phong dừng ở cách đó không xa, cả ba cùng lái xe tới đó trước. Đám người được Lục Cận Phong phái tới nhà họ Tô cũng đã gửi tin phản hồi, Tô Đình Nghiêm không có ở nhà, theo camera giám sát thì lúc sáng sớm Tô Đình Nghiêm có ôm ấp một người phụ nữ trẻ đẹp ra ngoài. Nói cách khác, Tô Đình Nghiêm xảy ra chuyện cũng còn chưa tới một tiếng đồng hồ. Mà đối phương chỉ gọi cho Tô Yên có một lần, cũng không có gọi thêm nữa. Lục Cận Phong lần theo điện thoại của Tô Đình Nghiêm, nhưng vì ở chế độ riêng tư nên cũng không có cách nào dõi theo được. Chỉ có thể chờ đối phương gọi tới thêm lần nữa. Lục Cận Phong biết tâm trạng của Tô Yên không tốt, dọc đường đi cũng không dám trêu chọc cô, nghiêm túc lái máy bay của mình. Tô Yên liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong trạng thái đờ đẫn, Lục Cận Phong không biết người kia đang suy nghĩ gì, quả thật cảm thấy không yên tâm. Anh ngầm đánh tín hiệu mắt với Hạ Vũ Mặc, bảo thằng bé tới khuấy động Tô Yên. Phụ nữ mang thai không được tức giận, như thế sẽ không tốt cho em bé. Hạ Vũ Mặc ngầm giơ tay ký hiệu chữ OK với Lục Cận Phong, sau đó đi qua chỗ Tô Yên nói, mẹ, đừng tức giận thì sau này em gái sinh ra sẽ không xinh đẹp được đâu. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong một cái, dĩ nhiên thừa biết là Lục Cận Phong bảo Hạ Vũ Mặc tới dỗ người rồi. Vì một người ngoài mà bực bội với Lục Cận Phong khẳng định là không đáng. Tô Yên đáp, mẹ không có tức giận. Hiện tại quan trọng nhất là ai đã mang Tô Đình Nghiêm đi. Hơn nữa cô chỉ là nghi ngờ Tần Nhã Đan chứ cũng không tới mức giận dữ, chỉ là thấy trong lòng mình có hơi sốt ruột. Lỡ như Tần Nhã Đan thực sự là hồ ly của địa sát, mà người mang Tô Đình Nghiêm đi cũng thật sự là cô ta, vậy Tô Đình Nghiêm nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Tô Yên từng gặp qua hồ ly của địa sát rồi, những người giống như bị bệnh thần kinh một hai muốn lấy mạng của cô, bây giờ đã thuê luôn Lâu Doanh tới giết cô. Nhưng mà tất cả những thứ này đều chỉ là cô suy đoán mà thôi. Máy bay đáp xuống đất của biệt thự Nam Sơn ở Đế Đô. Vừa mới xuống máy bay, Tô Yên đã thấy bóng dáng của Tần Nhã Đan đang mỉm cười, giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, tao nhã cao quý. Cận Phong, cô Tô, hai người đã về rồi. Tần Nhã Đan cũng không có tới gần, cười hỏi, cô Tô không phải đi du lịch à, sao lại về sớm như thế? Cận Phong tới đón cô sao? Tô Yên nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Nhã Đan, bày ra một vẻ buồn phiền đáp, đúng vậy. Là anh ấy nhớ tôi quá, hơn nửa đêm chạy tới chỗ của tôi, quả thực là như cái đuôi cứ dính miết không buông. Cô Tần sau này tìm bạn trai thật sự đừng nên tìm ai dính người như vậy. Lục Cận Phong đi phía sau của Tô Yên, em dắt theo Tiểu Vũ ra ngoài, hỏi anh làm sao có thể yên tâm được chứ. Cả hai lại thật sự rất tương xứng. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong một cái, nói cho em một chiếc xe, em muốn trở về nhà họ Tô một chuyến, thăm cha của em. Lời này là Tô Yên cố ý nói ở trước mặt của Tần Nhã Đan. Được, vậy anh đi cùng với em. Một người vốn không yên tâm để Tô Yên bụng mang đứa nhỏ mà chạy khắp nơi như Lục Cận Phong, làm sao có thể yên tâm cho cô một mình đi tới cứu Tô Đình Nghiêm được. Được. Tô Yên cũng không làm bộ, đồng ý lập tức, em đi toilet trước, anh chạy xe ra tới cửa chờ em một lát. Lục Cận Phong đi lái xe, Tô Yên dắt theo Hạ Vũ Mặc giao lại cho Hạ Vũ, bảo người kia mang cậu nhóc tới nhà họ Lý. Chí ít thì ở nhà họ Lý sẽ an toàn. Hạ Vũ đưa Hạ Vũ Mặc đi, Tô Yên đi toilet, rửa tay xong đang chuẩn bị ra ngoài thì cũng nhận được điện thoại của Tô Đình Nghiêm. Cha có sao không? Tô Yên căng thẳng hỏi. Tiểu Yên, cha không sao rồi. Tô
Tô Đình Nghiêm ở đầu dây bên kia sống sót sau tai nạn, lại nói cha cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ chó cha lại xong rồi thả cha ra. Cha hiện giờ đang ở đâu? Ngoại ô phía tây, bọn họ vứt cha ở đây rồi đi, cũng để lại điện thoại cho cha. Chỗ này không tiện đón xe, cha chỉ có thể gọi cho con. Được, vậy cha ở yên đó đi, con lập tức tới ngay. Tô Yên cúp máy, quả nhiên giống như cô suy đoán, đối phương chỉ là lợi dụng Tô Đình Nghiêm để ép cô về mà thôi. Nói cho đúng hơn là đưa Lục Cận Phong trở về. Tô Yên vừa nãy cũng là cố ý nói mấy câu đó ở trước mặt Tần Nhã Đan, cũng là cố ý vào trong đây để kéo dài thời gian. Cô đang đánh cược, cược đối phương không phải thật sự muốn lấy mạng của Tô Đình Nghiêm. Bởi vì đối phương vốn dĩ không nói ra vị trí cụ thể ở đâu, chứ huống hồ nói gì tới chuyện đi cứu người. Đối phương dĩ nhiên cũng không phải muốn cô làm gì cả. Mục đích của đối phương đã rất rõ ràng. Là muốn Lục Cận Phong trở về. Tô Yên đi ra ngoài, Tần Nhã Đan vẫn chăm sóc mấy nhánh hoa ở trong vườn, thoạt nhìn qua cũng chỉ là một con nhà đài cát, không có chút gì gọi là nguy hiểm. Tô Yên nhìn chằm chằm Tần Nhã Đan hồi lâu. Tần Nhã Đan, rốt cuộc có phải là cô hay không? Làm ra mấy chuyện tốn sức như vậy, cũng chỉ là muốn cho Lục Cận Phong trở về. Lục Cận Phong đã lái xe ra, Tô Yên đi tới, trực tiếp quyết định, cha em không sao rồi, tự em đi đón ông ấy, anh ở lại đi. Lục Cận Phong lập tức cũng hiểu được ý tứ của Tô Yên, được, chú ý an toàn. Lục Cận Phong đứng ở ven đường đưa mắt nhìn Tô Yên rời đi xong, sau đó lại đi tới chỗ Tần Nhã Đan đang tưới hoa nói, Nhã Đan, chúng ta nói chuyện chút đi. Vâng, Tần Nhã Đan cười khẽ Cận Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Về chuyện em bị người của địa sát mang đi năm xưa, anh đã nghĩ rất nhiều cách lý giải. Lục Cận Phong nói, gần đây người của địa sát hình như là không có an phận lắm, em đã từng tiếp xúc với bọn họ, hẳn là biết nhiều hơn bọn anh một chút. Địa sát, Tần Nhã Đan chỉ nói tới hai chữ này, nụ cười lại tắt phụt đi, vẻ mặt cũng trở nên hốt hoảng, trong mắt cũng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cận Phong, đoạn ký ức kinh khủng nhất của em năm xưa, anh muốn em phải nhớ lại nó sao? Nhã Đan, nếu như em không muốn nhớ lại, vậy quên đi. Lục Cận Phong khẽ nhíu hàng lông mày lưỡi liềm, nói anh chỉ là muốn hỏi một chút, ở địa sát của một người phụ nữ có biệt danh là Hồ Ly, em có biết không? Lúc anh hỏi tới đây, ánh mắt cũng khóa chặt vào Tần Nhã Đan, âm thầm sử dụng thuật thôi miên với người này, đây là chiêu mà anh học được từ Sa Thành Nghị. Lục Cận Phong nói chuyện với giọng điệu dẫn dắt, hỏi cô gái đó có mang mặt nạ Hồ Ly, vô cùng xinh đẹp. Em hẳn đã có gặp cô ta rồi. Có đúng vậy không? Ánh mắt của Tần Nhã Đan có chút lưỡng lự, hoảng hốt trả lời theo câu hỏi của Lục Cận Phong, em chính là. Chương 183, thái độ đoan chính. Em chính là, bị cô gái đó. Lục Cận Phong truy hỏi, cô gái đó làm sao? Vừa dứt lời, môi Tần Nhã Đan bỗng trở nên trắng bệch, tay ôm lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau khổ ngồi xổm xuống, Cận Phong, tim em đau quá. Thôi miên mất hiệu lực. Tần Nhã Đan thoạt nhìn quả thật rất đau đớn, Lục Cận Phong vội vàng bế người lên, anh đưa em đi bệnh viện. Không, không cần, trong phòng có thuốc. Tần Nhã Đan thở dốc, đành há miệng hít lấy từng ngụm không khí mà hô hấp. Lục Cận Phong vội vàng bế cô ta trở về phòng, đặt lên giường rồi hỏi thuốc ở đâu. Trong ngăn kéo, Tần Nhã Đan tựa vào đầu giường, ấn đường nhíu chặt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt. Lục Cận Phong tìm trong ngăn kéo một hộp thuốc. Lập tức cho Tần Nhã Đan uống vào, nằm nghỉ một lúc đi. Tần Nhã Đan khó chịu cắn chặt môi, gật đầu nằm xuống. Lục Cận Phong đắp chăn cho cô ta, nói, đợi đến khi Sa Thành Nghị trở về, anh sẽ bảo anh ta khám kỹ lại bệnh tình của em. Là bệnh cũ, chị không hết đâu. Tần Nhã Đan bỗng kéo tay của Lục Cận Phong, hai mắt rất đối dịu dàng mà nhìn anh, Cận Phong, em vẫn luôn không có nói cho anh biết, mặc dù phẫu thuật ghép tim thành công, nhưng vẫn để lại di chứng thỉnh thoảng sẽ bị đau thắt. Bác sĩ khám bệnh cho em có nói cũng sống không quá 2 năm nữa, cho nên em liều mạng trốn ra trở về tìm anh. Lục Cận Phong nghe thế, ấn đường lại nhíu thật chặt, âm thầm rụt tay về đắp kỹ lại mấy góc chăn cho Tần Nhã Đan, không có chuyện hoang đường như vậy đâu, nếu như Sa Thành Nghị trị không hết, chúng ta sẽ ra nước ngoài điều trị. Tần Nhã Đan lộ vẻ vui cười, Cận Phong, có lời này của anh, em cũng đã hài lòng lắm rồi. Em nghỉ ngơi trước đi, anh gọi điện thoại cho Sa Thành Nghị. Hỏi anh ta thử về bệnh tình của em. Cận Phong, anh có thể ở lại đây với em được không? Chờ em ngủ rồi hãy ra, được chứ?
Tần Nhã Đan mắt đầy mong đợi nhìn Lục Cận Phong. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đó khiến người khác không thể nào từ chối, chứ nói chi là Lục Cận Phong còn đang nợ ân tình của Tần Nhã Đan. Lục Cận Phong kéo cái ghế qua, ngồi cách giường 1 mét, lại nói, ngủ đi. Tần Nhã Đan nhìn Lục Cận Phong ngồi cách xa mình 1 mét, ánh mắt lại chuyển sang u ám. Nhưng, trong lòng lại bỗng nảy sinh một tia vui mừng. Anh ngồi cách cô ta càng gần hơn rồi, chỉ cần chậm chậm tiến tới thì cô ta sẽ có thể lần nữa tóm chặt được anh. Tần Nhã Đan nhắm mắt lại, chỉnh lại dáng ngủ điềm đạm nhất có thể, cô ta biết góc ngủ của mình như thế nào là đẹp nhất. Chính là giống như lúc này, hai tay đan vào nhau áp sát vào gò má nằm nghiêng một bên, sườn mặt hoàn mỹ lộ ra, cộng thêm mấy lọn phú phủ trên mặt tạo cảm giác thon gọn. Hàng lông mi dày cong, ngũ quan hài hòa, vô cùng hấp dẫn thị giác của người khác. Tần Nhã Đan vẫn luôn duy trì khóe môi mình hơi cong lên một chút, âm thầm dùng chân đạp góc chăn để lộ ra bờ vai trắng nõn, còn cả xương quai xanh vô cùng tinh tế. Ngủ với tư thế như này, rất được điểm trong mắt người khác, vô cùng mê hoặc. Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, 10 người đàn ông thì sẽ hết 9 người là không kìm được rồi. Nhưng mà sự thật là, Lục Cận Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt đều nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, mặt không có chút biểu cảm. Trong đầu anh lúc này lại nghĩ tới việc không biết Tô Yên có tìm được Tô Đình Nghiêm hay không, vẫn đang nghĩ tới chuyện Tô Đình Nghiêm bị bắt cũng thật trùng hợp. Phụ nữ khi mang thai không thể chọc giận được, đợi lát nữa Tô Yên trở về, nhất định sẽ lôi chuyện Tô Đình Nghiêm ra mà nổi nóng với anh. Anh là đang nghĩ nên dỗ dành như thế nào mới được đây. Là đàn ông thật không dễ dàng gì. Mà làm một người cha chuẩn mực cũng không dễ dàng gì. Tô Yên thích ăn, chỉ bằng chốc nữa sẽ đánh vào phương diện này. Trước hết là bảo nhà bếp chuẩn bị thêm phần đồ ăn dự trù sẵn. Tần Nhã Đan thấy người kia nửa ngày cũng không có động tĩnh, cô ta lại không dám mở mắt xem Lục Cận Phong đang làm gì nên chỉ giả vờ ngủ say rồi chờ mình. Đạp loạn chăn xuống, vừa nóng nực mà kéo cổ áo xuống thêm chút. Miệng cũng nói sảng, nóng. Tần Nhã Đan có dáng người rất đẹp, chỗ cần nhô sẽ nhô, nơi cần lõm sẽ lõm. Trước ngực là cảnh xuân đầy đặn, chân dài đang gác lên chăn, trông rất mê hoặc. Lục Cận Phong thấy Tần Nhã Đan đá tung chăn lại còn nói nóng, anh đi tới trước ngăn tủ cầm lấy điều khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút. Máy lạnh chính chuyên làm việc rất có năng suất. Chỉ vài giây thôi đã tỏa hơi mát lạnh khắp cả phòng rồi, Tần Nhã Đan lạnh run cầm cập nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám để cho Lục Cận Phong biết là mình giả vờ ngủ. Lục Cận Phong thấy Tần Nhã Đan thật sự là ngủ rồi mới đặt điều khiển máy lạnh xuống, lúc này mới đóng cửa phòng rời đi, xuống dưới lầu dặn dò nhà bếp làm mấy món ngon nhất cho Tô Yên. Nghe thấy tiếng cửa đóng, Tần Nhã Đan suýt chút đã không kìm được mà bùng nổ rồi. Cô ta đều đã làm tới bước này. Lục Cận Phong lại vẫn dửng dưng không hề nhúc nhích. Hơi lạnh thổi vào mặt, Tần Nhã Đan lạnh tới mức vội vàng đắp chăn, cũng không dám tắt máy lạnh. Nhất định là Lục Cận Phong lo lắng cho cô ta vì ngã bệnh, cho nên mới không động vào cô ta rồi. Nhất định là như vậy. Tần Nhã Đan tìm cớ an ủi mình, lúc này, Tần Nhã Hân cũng gọi điện thoại tới. Chị, em đã bảo người mang Tô Đình Nghiêm vứt ở ngoài ô phía tây rồi, Tô Yên nhất định sẽ tới. Có cần em tìm người dạy dỗ cô ta một trận không? Không cần, Tần Nhã Đan nhíu mày, vừa nãy Cận Phong dùng thuật thôi miên với chị, anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Bây giờ anh ấy trở về, chị cũng đạt được mục đích rồi, cũng không cần khiến anh ấy thêm nghi ngờ nữa. Dạ, Tần Nhã Hân nhắc nhở trong điện thoại chị tuyệt đối đừng nên coi thường Tô Yên, trước đó đã có rất nhiều người ngã ngựa trước cô ta rồi. Tô Yên này quả thật là không dễ đối phó. Tần Nhã Đan có chút tức tối, cô ta quá tín nhiệm Cận Phong, không hợp để tạo ly gián. Em xử lý chuyện sau đó cho sạch sẽ, đừng để cho Cận Phong điều tra ra được là chúng ta làm. Yên tâm đi chị, em đã xử lý xong cả rồi. Vậy thì tốt. Ở ngoài ô phía tây, Tô Yên lái xe dọc đường nhìn thấy Tô Đình Nghiêm, suýt chút đã không nhịn được mà bật cười rồi. Kẻ bắt cóc Tô Đình Nghiêm cũng thực sự là làm ra trò nha, lột sạch sẽ quần áo của ông ta. Chỉ còn chừa lại mỗi cái quần lót. Trời chiều khiến nhiệt độ trở lạnh, Tô Đình Nghiêm lạnh run con người lại thành một cục, ngồi xổm bên đống cỏ, dáng vẻ đó nhìn kỳ thực rất thô bỉ. Tô Yên dù trong lòng đang sốt ruột, nhưng nhìn thấy Tô Đình Nghiêm thì tâm trạng cũng bỗng trở nên khởi sắc. Úi cha, ông Tô, như cha hiện tại không phải là bị cướp tiền, là được cướp sắc rồi, chuyện tốt nha. Tô Yên trêu, dáng dấp người ta có đẹp không? Nếu như là đẹp thì coi ra cha cũng không có lỗ rồi.
Tô Đình Nghiêm mặt già đỏ ửng, nói con còn cười được, nhanh đưa cho cha quần áo mặc, lạnh chết rồi. Tô Đình Nghiêm lạnh đến mức hai răng hàm đều run cầm cập. Con có biết là cha đang không có mặc gì đâu, cho nên cũng không có mang theo. Tô Yên nhìn vào trong xe, quả thật là không có, sau đó cũng cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho người kia, mặc hay không, có cái này thôi. Tô Đình Nghiêm hai tay ôm lấy ngực, nói, cha đường đường là đàn ông, sao lại có thể mặc áo của phụ nữ. Vậy thì hết cách rồi, Tô Yên nhún vai, cha chỉ có thể về trong trạng thái như này thôi, trên đường về nếu tình cờ gặp người quen thì. Đưa áo khoác cho cha mặc. Mặc áo khoác của phụ nữ dù sao cũng tốt hơn là cứ về trong trạng thái lõa lổ như này. Tô Yên đưa áo của Tô Đình Nghiêm, đợi đến lúc người kia mặc vào, cô lại lần nữa nhịn cười không được. Chiều cao của Tô Đình Nghiêm bình thường, mấy năm nay lại phát tướng không ít, tóc cũng có chút hói, mặc áo khoác của phụ nữ vào còn kéo thắt lưng lại, nhìn dáng vẻ trông buồn cười không chịu nổi. Đi đi đi, nhanh đưa cha về nhà, Tô Đình Nghiêm ôm cơ thể mà leo lên xe. Tô Đình Nghiêm lên xe xong, Tô Yên bên này cũng cười đủ rồi mới lên xe nói, ông Tô, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nhìn thấy rõ người chó cha không? Không có, cha dắt bạn gái ra ngoài, giữa đường thì bị người cướp. Tô Đình Nghiêm đến giờ nói mà vẫn sợ, cô gái đó đeo một cái mặt nạ, cha làm sao có thể nhận ra được. Nhưng mà nghe giọng nói và thấy dáng người, hẳn cũng là một người đẹp. Tô Yên căng thẳng hỏi, mặt nạ hình gì? Mặt nạ hồ ly. Mặt nạ hồ ly. Không phải Vạn Nhất nói Tần Nhã Đan không có ra ngoài sao? Lẽ nào là cô đoán sai, Tần Nhã Đan không phải là hồ ly của địa sát? Hoặc có lẽ, hồ ly đó không chỉ có một người. Chương 184, Trần Tố Anh tỉnh lại bí mật được công bố. Tô Đình Nghiêm không việc gì, điều này cũng khiến mọi người được an ủi phần nào. Vụ bắt cóc này, thật ra lại giống một trò đùa dai hơn. Cộng thêm việc Tô Đình Nghiêm bị bọn bắt cóc lột sạch quần áo, mà ông ta lại sợ mình mất mặt nên mới không dám báo cảnh sát. Tô Đình Nghiêm muốn về nhà, Tô Yên lập tức đưa ông ta về biệt thự Nam Sơn. Biệt thự Nam Sơn chính là khu biệt thự có tiếng nhất đế đô, những người sống ở đây vô cùng giàu có sung túc. Tất cả bọn họ đều đứng trên đỉnh cao của sự thành công. Với thực lực của Tô Đình Nghiêm, có dù ông ta có tiềm lực kinh tế thì cũng không có tư cách. Biệt thự ở khu này không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được, mà cần có quyền lực, có địa vị xã hội nhất định. Tiền tài sẽ phân con người ta ra dăm ba tầng lớp người, cho dù không thừa nhận thì đó cũng là sự thật. Trên đường đi, Tô Đình Nghiêm rất vui vẻ, đây là lần đầu ông ta đến biệt thự Nam Sơn, hơn nữa trước giờ ông ta cũng chưa từng tới nhà của con rể, chẳng lẽ lại không vui cho được. Tô Yên lái xe vào biệt thự Nam Sơn rồi đỗ lại trước cửa nhà Lục Cận Phong. Sau đó cô đưa chìa khóa cho người giúp việc nhờ đỗ xe hộ. Tiểu Yên, sau này con sẽ ở đây sao? Tô Đình Nghiêm quan sát căn biệt thự xa hoa, giống như một người nhà quê vừa lên thành phố, ánh mắt ông ta toát lên vẻ háo hức. Tô Đình Nghiêm nhìn thấy nhà cửa của Lục Cận Phong sang trọng như vậy, rồi lại nghĩ tới căn nhà mà mình đang ở mới thấy nơi ở của mình thật tồi tàn làm sao, giờ ông ta mới biết giàu có thật sự là như thế nào. Tiện thể tới ở vài ngày thôi. Tô Yên nói, chỗ này khá xa thành phố, không tiện tới chỗ làm việc. Tô Yên cười nói, ông Tô, cái này thì cha nói không đúng rồi, không bàn đến số tiền lương con kiếm được, cho dù chỉ là mấy chục ngàn thì cũng là tiền con tự mình kiếm ra, là do chính sức lực của con làm ra. Hai người đi qua một cái hồ nhân tạo, Tô Đình Nghiêm hỏi, sao trong nhà lại làm một cái hồ to như này, thật là lãng phí, bên trong trồng gì vậy? Hoa súng. Tô Yên liếc mắt nhìn qua rồi nói, cách đây không lâu Lục Cận Phong đã cho người tới sửa lại nó, anh ấy nói con thích hoa súng nên đã bảo họ trồng một vùng, phía đằng sau căn biệt thự cũng có trồng nữa. Vừa nghe nói đến Lục Cận Phong vì muốn làm Tô Yên vui mà có lòng trồng hoa súng cho cô, Tô Đình Nghiêm thấy trong lòng vui vẻ, Tiểu Yên, cậu con rể này đối xử với con thật tốt, cha cũng cảm thấy yên tâm rồi. Hai người cùng nhau đi qua chỗ nào thì người giúp việc đều tỏ ra rất cung kính chào hỏi, chào cô chủ Tô. Tô Yên không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại Tô Đình Nghiêm lại thấy trong lòng lâng lâng, Tiểu Yên, khai nào thì hai đứa kết hôn, đã định ngày cưới chưa? Không thể chậm trễ hơn nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải mọi thứ đều sôi hỏng bỏng không hết sao? Không vội, Tô Yên không hề cảm thấy sốt ruột, hiện giờ Trần Tố Anh còn chưa tỉnh lại, bên cạnh Lục Cận Phong còn vài vấn đề chưa giải quyết xong, thế nên cô cũng tuyệt đối không vội.
So với cách người ta gọi cô là cô chủ Tô thì Tô Yên vẫn thích được gọi là cô Tô như ngày thường hơn. Tô Yên đi vào phòng khách, ngay lập tức đã có người giúp việc mang dép trong nhà ra cho cô thay. Tô Yên hỏi, Lục Cận Phong đâu? Người giúp việc cười đáp, đang ở trong bếp ạ, cậu ấy nói là muốn tự mình hầm canh cho cô Tô. Tô Đình Nghiêm ngạc nhiên, con rể tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho Tiểu Yên. Đúng là người đàn ông tốt, Tiểu Yên, cha quyết định gả con rồi. Tô Đình Nghiêm chỉ tiếc là không thể để hai người bọn họ kết hôn ngay tại đây, ngay bây giờ. Tô Yên lườm ông ta một cái, cha còn không mau thay đồ đi ạ. Tô Đình Nghiêm suýt thì quên mình còn đang mặc áo khoác ngoài của nữ. Tô Yên kêu người giúp việc mang đồ Tô Đình Nghiêm vừa thay ra đi, còn mình thì vào phòng bếp. Trong phòng bếp rộng lớn, Lục Cận Phong xắn tay áo lên, anh đang nếm thử vị của món canh vừa nấu, bên cạnh còn có mấy đĩa thức ăn, nhìn vào khiến người ta có cảm giác thèm thuồng. Tô Yên rón rén đi tới rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau, hôm nay tự dưng anh lại tốt thế, còn tự mình xuống bếp. Lục Cận Phong ngoảnh đầu lại nhìn Tô Yên, anh rất tận hưởng dáng vẻ cô đang dính chặt lấy anh. Giờ em đang có thêm một sinh linh nữa trong bụng, ăn nhiều một chút, vì hai mẹ con mà xuống bếp nấu cơm chính là niềm vinh hạnh của anh. Lục Cận Phong múc một miếng canh, nào, nếm thử xem. Tô Yên nếm thử một ngụm, ngon quá, đây là canh gì vậy? Canh gà ác, Lục Cận Phong tắt bếp, sau đó anh múc thêm cho Tô Yên một bát canh, em ngồi xuống trước đi, anh sẽ mang lên ngay cho em đây. Được, Tô Yên tiện tay bưng theo mấy đĩa thức ăn đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn. Đột nhiên cô lại nhớ lại cảm giác hồi còn ở nhà thuê, Lục Cận Phong nấu cơm, còn cô thì ngồi đợi anh để cả hai cùng ăn cơm với nhau, vừa đơn giản vừa ấm áp. Yên Yên, giờ em đã có thai, vậy thì chuyện đám cưới của chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Lục Cận Phong bưng canh lên, bên phía ông nội, ngày mai anh sẽ sang đó nói một tiếng trước. Không cần vội, Tô Yên vẫn giữ đáp án này từ đầu tới cuối, dì còn chưa tỉnh lại, bà ấy vẫn luôn mong muốn được chứng kiến chúng ta lấy nhau, cũng nhất định muốn đích thân tới dự đám cưới này, nếu chúng ta kết hôn trước thì chắc chắn bà ấy sẽ rất nuối tiếc. Lục Cận Phong nhớ đến Trần Tố Anh đã nhọc công biết bao đối với chuyện hôn nhân của anh và Tô Yên, con trai mình kết hôn. Người làm mẹ chắc chắn mong muốn được tự mình lo liệu cho con của họ. Tô Yên có thể nghĩ được như vậy, trong lòng Lục Cận Phong bỗng cảm thấy ấm áp, được, vậy thì nghe lời em. Cận Phong, em nghe người giúp việc nói là hôm nay anh đích thân xuống bếp hầm canh gà cho em. Tần Nhã Hân từ trên tầng đi xuống, cô ta vừa cười vừa nói, giống như vừa mới nhìn thấy Tô Yên, cô Tô cũng ở đây sao? Vừa mới có được chút không gian riêng tư đã lại bị Tần Nhã Hân phá hỏng mất. Canh gà này là tôi. Lục Cận Phong định mở miệng nói rằng canh gà là anh hầm cho Tô Yên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tô Yên đã ngắt lời. Cô vừa cười vừa nói, canh gà vừa mới đun xong, cô Tần mau tới đây ngồi xuống uống đi, cơ thể cô yếu như vậy, cần phải bồi bổ mới được. Tô Yên đích thân múc cho Tần Nhã Hân một bát canh, đúng lúc Tần Nhã Hân định uống thì Tô Yên nói với Lục Cận Phong, hôm sau anh nấu cho em canh hồ ly đi, nghe Hinh Hinh nói thịt hồ ly rất ngon, chắc chắn nấu thành canh cũng ngon. Tô Yên cố ý nói như vậy để chọc tức, cũng là để thăm dò Tần Nhã Hân. Ngược lại, cô ta lại chẳng thể hiện ra chút khác thường nào, hơn nữa còn cười nói, tôi cũng nghe nói canh hồ ly rất ngon, cũng muốn nếm thử. Nói năng không chút sơ hở nào. Lục Cận Phong có thể cảm nhận được Tô Yên này là đang cố ý với Tần Nhã Hân. Hai người phụ nữ cùng chung sống dưới một mái nhà, thật là đau đầu. Đang ăn cơm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, cũng vừa kịp lúc ăn. Vạn nhất người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng. Đại ca, em mang tin tốt tới cho anh đây, vừa nãy em nói chuyện với Sa Thành Nghị, anh ta nói gì tỉnh lại rồi. Đây đúng thật là một tin tốt. Lục Cận Phong nói, giờ tôi lập tức gọi điện hỏi Sa Thành Nghị. Vốn là anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, giờ Trần Tố Anh tỉnh lại rồi, tất nhiên Lục Cận Phong vô cùng kích động. Điện thoại được kết nối, Lục Cận Phong hỏi ngay, mẹ tôi tỉnh rồi sao? Vừa mới tỉnh lại, tôi đang định gọi cho anh đây. Sa Thành Nghị nói, vừa nãy gì còn thì thầm rằng muốn đi, muốn gọi điện thoại cho anh, nói là có chuyện quan trọng cần gặp anh để nói. Có thể chuyển mẹ tôi về bệnh viện Đế Đô được không? Nếu bà ấy đã tỉnh lại thì tất nhiên là có thể về đấy điều trị rồi. Được, tôi lập tức cho người tới đón mẹ tôi về. Tô Yên ở một bên nghe thấy nhắc đến Trần Tố Anh, nói rằng bà ấy đã tỉnh lại. Còn nói là muốn về thì trong lòng cô mới thở phào một hơi. Tô Vân làm Trần Tố Anh bị thương,
Trong lòng Tô Yên vẫn luôn cảm thấy áy náy, Tô Vân căm ghét cô, là do cô đã liên lụy đến Trần Tố Anh. Giờ đây nghe tin người đã tỉnh lại, Tô Yên mới cảm thấy cảm giác tội lỗi trong lòng vơi đi một chút. Chương 185, Tô Yên có thai sinh đôi. Lục Cận Phong trực tiếp đưa người theo gặp Trần Tố Anh, đừng thấy ngày thường anh không hay xuất đầu lộ diện, thực ra tình cảm hai mẹ con họ rất tốt, chỉ là không giỏi biểu đạt ra bên ngoài mà thôi. Tô Yên và Tần Nhã Hân ở lại biệt thự Nam Sơn, Tô Yên ăn vài miếng thức ăn xong thì không còn muốn ăn nữa, cuối cùng chỗ đồ ăn còn lại đều được Tô Đình Nghiêm xử lý hết. Không biết tại sao đột nhiên Tô Yên thấy trong lòng hoang mang, rất không yên tâm. Tô Đình Nghiêm làm quen với Vạn Nhất, hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiệt tình, một mình Tô Yên đi ra sân hóng mát, hít thở chút không khí bên ngoài. Bác gái tỉnh là một chuyện tốt, sao cô Tô lại có vẻ không vui vậy? Tần Nhã Hân đi tới bên cạnh Tô Yên, tôi nghe nói bác gái là bị cô liên lụy, là do em gái cô làm bác ấy bị thương. Cô ta không phải em gái tôi. Tô Vân là con riêng của Chu Hoàng Long, chẳng có quan hệ chị em gì với Tô Yên. Bác gái bị cô liên lụy, chuyện này là sự thật. Tần Nhã Hân nói, Cận Phong có quan hệ rất tốt với bác gái, bác ấy suýt chút nữa bị cô hại thành người thực vật. Cận Phong còn chẳng nỡ trách móc gì cô, xem ra anh ấy là thật lòng quan tâm tới cô, tôi và anh ấy, cuối cùng thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Tô Yên ngẩn người ra, Tần Nhã Hân này là đang thay Lục Cận Phong nói chuyện sao? Đây là chuyện quái gì vậy? Không phải cô ta nên mong hai người bọn cô chia tay nhau sao? Sao giờ lại quay ra khen ngợi vậy? Đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tô Yên mỉm cười yêu kiều, giờ bác gái tỉnh lại rồi, chẳng bao lâu nữa cô Tần cũng sẽ được uống rượu cưới của hai chúng tôi. Trên gương mặt Tần Nhã Hân lộ ra ý cười nhàn nhạt, vậy thì thật sự chúc mừng. Cảm ơn, Tô Yên cong khóe môi môi mỉm cười, à đúng rồi, suýt thì quên một chuyện, lúc trước tôi đã hứa sẽ gửi một đường link trên mạng cho cô, đợi một lát nữa tôi sẽ gửi ngay, có điều... Tôi vẫn khuyên cô Tần xem ít một chút, tránh làm tổn hại thân thể. Tô Yên không hề quên chuyện Tần Nhã Hân gửi video kia cho mình lúc gọi điện thoại. Tần Nhã Hân nở một nụ cười mờ mịt, cô Tô đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì hết. Cô Tần đợi lát nữa xem xong sẽ biết. Được, vậy tôi chờ lát nữa sẽ thưởng thức nó. Hai người đều tỏ ra thần thần bí bí với nhau, trong lời nói còn có hàm ý khác, sau vài lần nói chuyện. Tô Yên phát hiện ra trình độ diễn xuất của cô ta cao hơn hẳn Hồ Thanh. Có thể vào ở trong biệt thự Nam Sơn, chứng tỏ một điều địa vị của Tần Nhã Hân vượt xa hơn nhiều lần Hồ Thanh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lục Cận Phong mãi vẫn không thấy về, vốn Tô Yên muốn đợi anh nên cô ngồi trên ghế sofa đợi, chẳng biết như nào mà ngủ mất. Cô Tô, hay là cô về phòng nghỉ ngơi đi. Vạn Nhất nói, đại ca về sẽ gọi cô, với lại chắc gì tối nay anh ấy đã trở về. Tô Đình Nghiêm đã sớm đi nghỉ rồi. Tô Yên nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng. Cũng được, Tô Yên không nhìn thấy Tần Nhã Hân, cô tiện thể hỏi một câu, Tần Nhã Hân đâu? Vừa mới ra ngoài rồi. Vạn Nhất đáp, tôi thấy Tần Nhã Hân gọi điện thoại cho em gái, hai chị em bọn họ hẹn nhau ra ngoài chơi. Anh Vạn, cô Tần này, cô ấy quen biết Lục Cận Phong bằng cách nào? Hai người bọn họ thật sự đã từng yêu nhau ư? Vạn Nhất cảm thấy khó xử. Đây không phải câu hỏi thông thường mà chính là câu hỏi có tính chất nộp mạng. Cô Tô, cô đợi đại ca trở về thì hỏi anh ấy, tôi cũng không rõ chuyện này lắm. Tô Yên bĩu môi, đúng là không ra gì, mấy người lòng dạ đen tối, chỉ có dục vọng là mạnh nhất. Đều cùng đại ca lăn lộn, gần mực thì đen. Vạn Nhất cười, cô Tô, cô không thể quy tôi thành loại bất nghĩa thế được. Được rồi, không hỏi anh nữa. Tô Yên từ sofa đứng dậy, tôi lên tầng trên ngủ đây. Đêm nay Tô Yên không đợi được Lục Cận Phong, sáng hôm sau cô mới biết Lục Cận Phong đã sắp xếp bệnh viện cho Trần Tố Anh ổn thỏa cả rồi. Tần Nhã Hân cũng không về, xem ra cô ta cũng đến bệnh viện. Tô Yên cũng không quan tâm tới Tô Đình Nghiêm nữa, cô để ông ta tự về nhà còn mình thì tới bệnh viện. Tô Yên gọi điện thoại cho Lục Cận Phong mới biết Trần Tố Anh nằm ở phòng bệnh nào, cô trực tiếp đi tới đó. Đi tới cửa phòng bệnh, cô mới nghe thấy tiếng cười nói của Tần Nhã Hân và Trần Tố Anh. Hai người bọn họ cười đùa thoải mái, Trần Tố Anh kéo tay Tần Nhã Hân, nói rõ ràng từng chữ, con dâu ngoan, sao con lại gầy đi thế này, đừng học theo người khác giảm cân làm đẹp gì cả, phải chăm sóc thật tốt cho mình, mẹ còn bế cháu nội nữa chứ. Tần Nhã Hân dỗ Trần Tố Anh, bác gái, con đâu có giảm cân, lúc trước con bị bệnh rồi mới gầy đi ấy chứ, sau này con sẽ cố gắng tăng cân ạ.
Con dâu. Chuyện gì đây? Sao Trần Tố Anh lại gọi Tần Nhã Hân là con dâu? Tô Yên định mở cửa tiến vào, bỗng nhiên tay cô bị ai đó bắt lấy, là Lục Cận Phong. Ra ngoài nói chuyện, Lục Cận Phong kéo theo Tô Yên ra ngoài hành lang nói chuyện. Tô Yên hỏi, Lục Cận Phong, gì có ổn không? Lục Cận Phong lắc đầu nói, não bộ bị tổn thương nặng nề, người thì tỉnh rồi, nhưng mà lại quên toàn bộ chuyện mấy năm gần đây, vừa rồi em cũng nghe thấy đấy, bà ấy cho rằng Tần Nhã Hân là con dâu mình. Sao kỳ lạ vậy? Tô Yên kinh ngạc, Lục Cận Phong, anh đùa em đúng không, đang diễn phim Hàn hả? Lục Cận Phong cười khổ, anh còn mong là giả đây, tối qua mẹ anh thì thầm rằng muốn gặp anh, bởi vì bà muốn nói anh lấy Tần Nhã Hân, rằng là cha anh báo mộng cho bà ấy, nhất định năm nay phải kết hôn với cô ta nếu không sẽ có huyết họa, nếu kết hôn thì năm nay cô ta sẽ sinh đôi. Khóe miệng Tô Yên cong lên, giờ là cuối năm rồi, anh đâu còn kịp có hai đứa sinh đôi nào nữa. Chẳng lẽ trước đây hai người từng có con riêng với nhau rồi? Lục Cận Phong. Sự chú ý của Tô Yên trước nay đều không giống mọi người. Anh chưa từng đụng qua đầu ngón tay cô ta. Lục Cận Phong ôn tồn nói, có điều giờ em cũng đừng vào trong đó. Giờ anh còn đang trốn mẹ anh. Bất kể khi nào bà ấy nhìn thấy anh cũng kêu anh phải mau chóng kết hôn với Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong cũng rất đau đầu. Một bên là người mẹ chưa khỏi bệnh, một bên lại là người mà anh yêu. Hơn nữa cô còn đang mang thai con của anh. Tô Yên nhìn phòng bệnh, cuối cùng cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho dù thế nào thì dì tỉnh lại là tốt rồi, tối qua em thấy rất lo, cũng biết chuyện kết hôn của chúng ta nhất định sẽ không thuận lợi. Lục Cận Phong cười, anh cầm lấy tay cô, đều là lỗi của anh, em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, nếu đã tới bệnh viện, hay là anh đưa em đi kiểm tra một chút. Sau khi Tô Yên có thai, cũng chưa từng kiểm tra qua lần nào. Cũng được, Tô Yên xoa xoa bụng trước của mình, em vẫn luôn cảm thấy phần ngực hơi khó chịu, hít thở khó khăn, kiểm tra một chút cũng tốt. Lục Cận Phong đưa Tô Yên tới phòng khám phụ sản, sau khi lấy phiếu khám bệnh thì bọn họ tiến hành siêu âm. Toàn bộ quá trình, Lục Cận Phong đều ở bên cạnh Tô Yên, anh căng thẳng nhìn lên màn hình chiếc máy, bác sĩ, là con gái đúng không? Bác sĩ nhìn Lục Cận Phong rồi nói, hiện giờ thai nhi mới chỉ là một cục đậu to, làm gì biết là trai hay gái? Lục Cận Phong nói, nhất định là bé gái. Người này thích có con gái đến phát điên rồi. Lúc đầu Tô Yên cũng luôn cho rằng đó là bé gái, có thể là do cô có hai đứa con trai rồi nên mới mong có con gái đến vậy. Bác sĩ nói, có phải là con gái hay không thì giờ vẫn chưa thể biết được, có điều là thai phụ mang thai đôi, cái này là chắc chắn. Mang thai đôi, trong lòng Tô Yên ngạc nhiên mừng rỡ, cô không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn màn hình thiết bị. Đáng tiếc là cô nhìn chẳng hiểu gì, mà cũng chẳng nhìn thấy. Chỉ thấy một vùng đen xì. Bác sĩ, à, là thai đôi. Lục Cận Phong cũng rất kích động, vậy thì nhất định sẽ là thai đôi bé gái. Tô Yên. Làm xong kiểm tra, Lục Cận Phong bèn đỡ Tô Yên dậy, luôn miệng nói em phải cẩn thận. Tô Yên dở khóc dở cười, rất không tự nhiên. Đi đứng bình thường một chút, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Trên hành lang có không ít người phụ nữ mang thai cũng tới kiểm tra, nhưng những người có chồng bên cạnh thì không nhiều, cẩn thận từng tí một như Lục Cận Phong lại chỉ có duy nhất mình anh. Giờ trong người em còn hai sinh linh nữa, tất nhiên là đối tượng cần được bảo vệ nhất rồi. Em cũng có phải gấu trúc đâu. Giờ em còn quý hơn gấu trúc. Trong lòng Tô Yên thấy rất vui, hai người cười nói với nhau, đúng lúc lại bị Tần Nhã Hân đang đi tìm Lục Cận Phong nhìn thấy. Tần Nhã Hân đi tới. Vừa cười vừa nói, cô Tô, cô thấy trong người không khỏe sao? Kinh nguyệt tôi không đều nên tới kiểm tra chút. Tô Yên giấu chuyện mình đang mang thai, cô bất giác không muốn để Tần Nhã Hân biết cô đang có em bé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.